Không biết đã nhìn thấy chưa nhỉ? Các chị ơi, có chị nào thấy em chưa? Không biết chị nào thấy chưa nhỉ? Rồi, em xin chào chị nha, xin chào chị đến với livestream buổi tối Queen Fashion ạ. Các chị ơi, hôm nay em sẽ về rất là nhiều sản phẩm hot để phục vụ các chị du xuân đấy ạ. Rồi, em chào Sùng Trì Hiếu, chào Quách Lộc nha. Có chị nào áo ống chèo dài này không ạ? Hôm nay bên em sẽ chỉ bán với giá là 18k các chị ạ. Ôi trời, em cảm ơn chị Hạnh Tino nhá, rồi cảm ơn chị ạ. Rồi em chào chị Phương Mai luôn, chào chị Thu Hiền nhá. Các chị ơi, hôm nay bên em sẽ bán chiếc áo dài đang mặc với giá là 18k trong cái livestream này nhá các chị nhá. Dành chị nào mà đi du xuân này, chụp ảnh này hoặc là đi dự sự kiện nữa các chị nhá. Có chị nào thích màu áo dài thì nhanh tay vào xem cái livestream giúp em nhá các chị nhá. Rồi em chào chị Trung Phan này, chào chị Hương Mai, chào chị Bùi Thị Hoàn, rồi em chào chị Huyền Kim luôn, chào tất cả các chị ạ. Các chị ơi, vào xem livestream này để cho em xin một dấu chấm nào, để biết các chị đang theo dõi cái livestream của Fashion nha các chị nhá. Rồi đợi em một lát ạ, em sẽ đây. Rồi em chào chị Trần Nguyễn Mai Chi này, rồi chào chị Trang Thủy Hoàng, chào tất cả các chị nhá. Các chị ơi, có chị nào thích áo dài đang mặc với giá là 18k không ạ? 18k gồm một chân váy và một áo dài ạ. Chị nào thích mẫu này đi du xuân này, đi chơi này hay là đi tham dự sự kiện ấy thì nhanh tay vào cái comment cái livestream ý nào. Rồi, bao nhiêu tiền một bộ? Chị ơi, cái bộ này bên đang bán với giá là 18k trong cái livestream này nhá các chị nhá. Để coi như là đây là một phần quà để cảm ơn các chị đã theo dõi Queen Fashion ạ. Mẫu áo dài em chỉ còn có vài cái thôi, hôm nay sẽ mang đến cho các chị để tặng các chị với giá là 18k đúng không ạ? Rồi em cảm ơn chị Trần Nguyễn Mai Chi nhá. Chào chị Liên Nguyễn ạ, cái mẫu này quá đẹp, chơi hàng này, hàng may thiết kế nhá, hàng may 100% hàng theo đây này, mẫu này là theo này, theo 100% là theo tay luôn ạ. Bên em đảm bảo chất lượng cũng như là giá cả của em ạ. Có chị nào thích mẫu này nhanh tay vào comment cho em nào. Mẫu này bên em đang bán với giá là 18k nha các chị nhá. Luật chơi rất đơn giản thôi, bên em hôm nào cũng dành được khoảng 10-15 phút cho các chị để tham gia vào mini game nhá. Có chị nào muốn mua sản phẩm với giá là 18k thì nhanh tay vào comment cho em là 18k kèm màu nào. 18k này kèm màu trắng này, màu đỏ hoặc là màu be ạ. Và duy nhất mỗi chị chỉ mua một cái thôi ạ, đúng không ạ? Rồi ok, Kiều Lan Hương nha, em ở 70 đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội chị ạ. Các chị ơi, có chị nào thì màu dài đang mặc thì nhanh tay vào livestream này comment cho em là 18k kèm màu và quay ra chia sẻ cho em cái livestream này hai lần trang cá nhân và 5 lần trang chợ lớn nào. Mẫu áo dài hôm nay chỉ bán giá 18k cho những chị nào mà thích cái mẫu này này và tương tác cực kỳ là nhiệt tình với Queen Fashion này các chị nha. Rồi nhanh tay vào comment cho em nào để chúng ta để mua sản phẩm thật là nhanh gọn các chị nhá, để chuyển mẫu mới ạ. Rồi các chị ơi, nhanh tay comment cho em là 18k kèm chia sẻ cho em hai lần trang cá nhân và 5 lần trang chợ lớn nào. Tổng lượt chia sẻ của chúng ta là 7 lượt thôi ạ. Không cần phải chia sẻ quá nhiều, chia sẻ hoạt đâu ạ. Bên em thì là các chị, những chị nào mà chia sẻ nhiều trang chợ lớn nhá, sẽ ưu tiên các chị đấy ạ. Rồi, các chị ơi, nhanh tay vào comment và chia sẻ cho em nào để mua sản phẩm này với giá là 18k được không ạ? Rồi, ok các chị ơi, em đang cần cái lượt comment của các chị đấy ạ. Các chị hãy comment để em nhìn thấy các chị thế nào. Rồi, em chào chị Thanh Nguyễn này, em ở 70 đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội chị nhá. Cái cầm tay ở trên đây là cái cầm tay của em, cũng giống như cái đang mặc, chỉ khác là khác màu thôi ạ. Mẫu này em cũng chỉ báo giá là 18k ở thời điểm hiện tại nữa các chị nhá. Những chị nào muốn mua chiếc áo dài này với giá là 18k thì nhanh tay vào livestream cho em để mua sản phẩm giá 18k nha chị nhá. Ngoài những sản phẩm này ra, em có rất là nhiều sản phẩm mới nữa đấy ạ. Và các chị đừng thoát khỏi livestream nha các chị ơi. Bán là 18k các chị ơi, nhanh tay comment cho em là 18k kèm được chia sẻ cho em hai lần trang cá nhân và 5 lần trang chợ lớn nào. Tổng lượt chia sẻ là 7 lượt, là ít nhất là tối thiểu nha các chị ơi. Nào thật là nhanh tay nào, để em muốn thấy comment của các chị đúng không ạ? Rồi ok, Ngọc Hoa này, em chào chị ạ. Kim Tây Ninh này, các chị ơi, mẫu này bán với giá 18k chị ơi. Những chị nào mà vừa vào xem livestream này mà vẫn chưa hiểu được chơi, bên em sẽ nói lại nhá. Bên em sẽ bán sản phẩm em đang mặc là một chiếc áo dài gồm một chân váy cho những chị nào tham gia cái livestream này nhá. Comment cho em là 18k kèm lượt chia sẻ cho em hai lần trang cá nhân và 5 lần trang chợ lớn nào. Tổng lượt chia sẻ là 7 lượt rồi. Và quay lại comment cho em là chị đã chia sẻ rồi và chia sẻ bao nhiêu lượt rồi để em bắt đầu kiểm tra các chị và gửi tặng các chị sản phẩm này với giá 18k được không nào? Ok chị, bao giờ thì giờ có thấy comment của chị nha. Nhưng mà chị ơi, lượt comment của chị vẫn còn ít nha chị nhá.
Em lấy 8 bộ chị đang mặc, chị ơi không được mua như thế đâu ạ. Mỗi người chỉ được một cái thôi ạ. Bên chúng ta còn nhường nhiều phần quà cho những người khác đi ạ. Nhưng các chị chỉ được một cái nè, mỗi người một cái. Nói chung là bên em mua luôn là bao nhiêu ạ? Mua luôn thì tí em sẽ bán chị ơi, còn bây giờ sẽ gọi là giá chiên cho mọi người. Có giá 18k trong cái livestream và cho những chị nào mà hôm nay tương tác là cực kỳ nhiều quý vị nhá. Cái mẫu đảm bảo mua ở ngoài không thể nào được đâu ạ. Em sợ bây giờ còn hết hàng rồi đấy ạ. Bên em đã cố gắng để sản phẩm hot này cho các chị vào cái đầu mùa xuân đấy ạ. Mùa xuân là quá đẹp đúng không ạ? Thời tiết này mặc áo dài là quá xinh rồi. Những chị nào mặc cái mẫu này đi chơi này, đi ra hội này hoặc là đi chụp ảnh du xuân là đều rất là hợp lý đúng không ạ? Mẫu này mặc 2 3 năm không bao giờ sợ lỗi mốt nhá. Mẫu này là may là cổ điển nhất là rồi. Đây cái mẫu này rất là xinh đúng không ạ? Rồi ok, em thấy comment của các chị rồi. Các chị ơi nhanh tay chia sẻ cho em nhá. Em muốn thấy comment của các chị đúng không ạ? Thật là nhiều lượt comment giúp em để bên em sẽ bắt đầu bán sản phẩm với giá 18k cho các chị ạ. Nhanh tay comment và chia sẻ để được mua sản phẩm với giá 18k nữa các chị nhá. Rồi, em chuẩn bị tìm ra người đầu tiên và sẽ công bố luôn chị tiếp theo nữa các chị, đừng rời mắt khỏi màn hình của chúng em ạ. Thật là nhanh tay comment cho em là 18k nào. 18k cũng chính là giá của sản phẩm mình đang mặc ạ. Đúng rồi, màu đỏ chị Hà Thu comment cho em là 18k màu đỏ. Kèm chia sẻ cho em 2 lượt trang cá nhân và 5 lượt trang chợ lớn nào. Tổng lượt chia sẻ là 7 lượt nhá, là ít nhất ạ. Các chị ơi, bên em là admin của tất cả các nhóm chợ lớn. Các chị hãy comment và chia sẻ vào đó giúp em. Bên em sẽ duyệt bài luôn ạ và coi như đấy là một lần chia sẻ của chị đã thành công nha các chị nhá. Rồi ok, em thấy comment của tất cả các chị rồi. Nhanh tay comment cho em nào. Em chuẩn bị công bố những chị nào được mua sản phẩm với giá là 18k. Những giây phút này, các chị nào muốn mua sản phẩm áo dài em đang mặc với giá là 18k thì là thật là nhanh tay vào cái livestream này cho em. Và comment thật là nhiều cho em nhá. Comment thật là nhiều, 18k, comment thật là mỏ tay cho em nào, để em có thể thấy comment của mọi người một cách rõ ràng hơn đó mọi người nhá. Rồi, em chuẩn bị công bố người đầu tiên rồi. Các chị ơi, những chị nào mà nghĩ là bản thân mình đã comment và chia sẻ đúng luật rồi thì nhanh tay comment cho em để em có thể biết, để đặt tên các chị lên và gửi sản phẩm này cho các chị với giá là 18k được không ạ? Rồi, ok, em cái chị ơi, bên em sẽ không ưu tiên bất kỳ chị nào đâu ạ. Bên em chỉ cần đúng luật cho các chị nhá, chỉ cần comment cho em 18k cộng màu và chiếc áo dài các chị thích, quay ra chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang chợ lớn nào. Tổng lượt chia sẻ của chúng ta là 7 lượt nhá các chị nhá. 7 lượt thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Chỉ cần ngồi nhà chia sẻ rất đơn giản. Bây giờ em sẽ công bố luôn người đầu tiên được mua chiếc áo dài với giá 18k được không ạ? Các chị ơi, sản phẩm áo dài này các chị mặc đi chơi đi dạ hội là quá hợp lý đúng không ạ? Rồi, các chị đã comment sẵn sàng chưa ạ? Comment sẵn sàng cho em nào, em sẽ bắt đầu công bố luôn những chị đầu tiên nhá. Em sẽ công bố chị thứ nhất, rồi chị thứ hai, rồi chị thứ ba, rồi tất cả các chị luôn. Những chị nào hôm nay cực kỳ nhiệt tình nhá thì bên em sẽ công bố không ngừng nghỉ luôn nha các chị nhá. Rồi, sẽ công bố hết sản phẩm khác luôn. Ok Quách Lộc, ok chị Diễm Play kênh rồi. Em chuẩn bị kiểm tra các chị rồi. Các chị ơi nhanh tay comment cho em nào, cho các chị 30 giây cuối cùng nhá. Em sẽ công bố luôn những chị nào mà hôm nay sẽ được mua hàng giá 18k và em sẽ công bố chúc mừng luôn chị đầu tiên và mọi người ơi cùng vào chúc mừng chị ấy đi ạ. Em chúc mừng chị Nguyễn Linh nhá. Chị Nguyễn Linh là chị đã chia sẻ vào comment rất là nhiều rồi này. Chị Nguyễn Linh ở đâu đây? Ở Nam Định này. Nam Định chúc mừng chị Nguyễn Linh nha. Em sẽ ghim luôn kết quả này ở trên đầu livestream ạ cho chị, cho các chị có thể cùng nhau xem mình có được trúng thưởng này không các chị nhá. Rồi, em chuẩn bị công bố luôn chị thứ hai đúng không ạ? Các chị ơi, nếu mà người xem lên càng cao, em sẽ công bố tất cả các chị luôn, nếu mà các chị hôm nay mà tham gia cực kỳ nhiều nữa các chị nhá. Rồi ok, đúng rồi, cứ cần thực hiện yêu cầu là được nha các chị nha. Không cần phải comment nhiều đâu ạ, chỉ cần comment là 18k, kèm chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang trận lớn thôi nào. Đầy đủ các bước rồi, comment cho em là em ơi chị đã comment đủ này, em ơi chị đã chia sẻ rất là nhiều rồi, thì em sẽ kiểm tra các chị luôn nhá. Bên em có hệ thống lọc comment của các chị comment bao nhiêu lần em đều biết ạ. Rồi, em sẽ công bố luôn chị thứ hai nào. Chị thứ hai là chị nào đấy ạ? Xin chúc mừng chị thứ hai nhá. Chị thứ hai là chị Hồng Mai Đỗ ạ. Chúc mừng chị Hồng Mai Đỗ nha. Công bố rất là nhanh đúng không ạ? Chị Hồng Mai Đỗ là chị thứ hai được mua sản phẩm này với giá là 18k. Đến với chị tiếp theo đi nào. Các chị ơi đến với chị tiếp theo nha. Chị tiếp theo là chị nào đấy ạ? Chị nào hôm nay sẽ được sở hữu chiếc áo dài này với giá 18k đấy ạ? Các chị ơi nhanh tay cho em xin lượt lượt comment và chia sẻ qua chị nào. Rồi ok, giá không chia sẻ đi ạ. Giá không chia sẻ tí sẽ bán các chị ơi. Nếu mà các chị cứ theo dõi chúng em nhiệt tình như này thì mình sẽ bán chỉ bán với giá 18k đúng không ạ? Rồi ok, đúng rồi các chị ơi, nếu mà hôm nay các chị tương tác thật là nhiều bên em nhá thì bên em sẽ bán tất cả số giải bên em có với giá là 18k, sẽ không bán giá thật của nó đâu ạ. Giá thật của nó cũng rất là rẻ thôi, nhưng mà hôm nay nếu các chị nhiệt tình em sẽ bán với giá là 18k nhá. Cho em bộ đang mặc ạ. Ok chứ, em sẽ không ưu tiên chị nào đâu ạ. Các chị chỉ cần comment cho em là
là 18k này, 18k kèm cho em được chia sẻ 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang chợ lớn để chúng em gửi tặng sản phẩm cho các chị với giá là 18k được không nào? Các chị vừa vào có chị nào không hiểu được chưa không ạ? Em sẽ công bố luôn nhá. Dành thời gian cho chị comment nhá. Các chị thật là nhanh tay comment cho em nào. À 40 cân có size chơi 40 cân nhé, em chị mặc size cho em nhé chị nhá. Rồi ok, nhanh tay comment cho em nào. À, đã làm đúng yêu cầu, đã làm đúng yêu cầu rồi thì chị ơi chị phải comment cho em nhá, đã comment và chia sẻ đầy đủ chưa nào. Rồi, em sẽ công bố luôn chị thứ ba. Hôm nay công bố quá nhanh đúng không ạ? Chị thứ ba là chị Lục Quỳnh này. Chị Lục Quỳnh ơi, em xin chúc mừng chị Lục Quỳnh ạ. Chị Lục Quỳnh là chị tiếp theo được mua sản phẩm này với giá 18k của chúng em ạ. Chị Lục Quỳnh rất là may mắn đúng không ạ? Chị Lục Quỳnh đã chia sẻ và comment rất là nhiều trang trợ lớn rồi, chúc mừng chị nhá. Còn bây giờ đến chị thứ tư nào. Bên em hôm nay công bố quá là nhiều ạ. Nhanh tay comment cho em nào. Rồi, nhanh tay comment cho em nào. Mẫu này nhà em đang bán với giá 18k trong cái livestream này. Các chị ơi đừng tiếc mà đừng có quay thoát khỏi livestream này nhá. Bán luôn mẫu đang mặc bao nhiêu em ạ? À? Chị ơi nếu mà hôm nay người xem đang lên cao thế này, bên em sẽ phục vụ các chị bằng cái mẫu này chỉ bán giá 18k không bán giá bình thường đâu ạ. Nếu mà các chị muốn mua giá bình thường thì vui lòng comment 18k cho em nhá. À, sao chị không được vậy? Chị ơi em sẽ ưu tiên cho chị nào mà comment thật là nhiều cho em nhá. Rồi, nhanh tay comment cho em nào. 18k em đặt trong Tết mà không thấy shop ship. Chị ơi, book lại thì em sẽ bù lại chị một sản phẩm khác đây chị nhá. Rồi, ok, nhanh tay comment nào. Các chị ơi, mẫu này em đang báo với giá 18k. Các chị, những chị nào thích mẫu này nhanh tay comment cho em. Và những chị ơi, những chị nào mà vừa tham gia comment và chia sẻ rồi thì đừng thoát khỏi với livestream này ạ. Bởi vì mẫu này nhà em sẽ công bố từ đầu đến cuối tất cả danh sách những chị nào mà hôm nay tham gia mini game và comment nhiều đấy ạ. Còn các chị ơi, nhanh tay comment cho em nào, những chị nào mà comment là nhiều rồi thì nhanh tay chia sẻ cho em để bên em sẽ bắt đầu kiểm tra các chị nhá. Đã có 4 chị rồi đấy ạ. 4 chị hôm nay rất là nhanh rồi, rất là may mắn rồi, chúc mừng 4 chị rồi. Bây giờ nếu chị tiếp theo đúng không ạ? Chị tiếp theo lên cho em 3700 người nào. 3700 người hôm nay con số cực kỳ thích nhá, cực kỳ tâm đắc con số 37 luôn. Nhanh tay comment cho em nào. Chia sẻ nhiều lần rồi nhưng không có trang trợ lớn thì làm thế nào ạ? À? Chị ơi chị có thể chia sẻ cho em và dọn nhà cho trận này tâm sự E3 này, tất cả nhóm các chị tham gia nhá. Tớ thích mua luôn có bán không ạ? À? Chị các chị ơi em cũng muốn bán cho các chị làm ạ, nhưng mà các chị người xem đang ở ngược như thế này, chúng ta hãy mua sản phẩm giá 18k nào. Chị ơi sản phẩm mới, chị ơi rồi cơ hiểu hứa Quỳnh Anh này. Rồi em sẽ công bố người tiếp theo nha. Rồi ok, các chị ơi nếu mà các chị không lên được người xem nha, bên sẽ bán sản phẩm này đang mặc với giá thật của nó ạ, với giá thật của nó nha, nhưng mà đảm bảo giá thật của nó cũng quá là yêu thương luôn, không ở đâu mua sản phẩm với giá rẻ thế đâu ạ. Rồi bây giờ sẽ bán với giá thật của nó nha, những chị nào mà nãy giờ hỏi mẫu này với giá là giá thật của nó thì em sẽ bán luôn sản phẩm này nha các chị nha, bán luôn sản phẩm này với giá siêu ưu đãi luôn. Rồi em sẽ bắt đầu bán sản phẩm này. Rồi các chị ơi hơn 3000 người rồi. Trời ơi, rồi 3700 người rồi các chị nhá. Em sẽ bắt đầu bán sản phẩm này với giá thật của nó. Những chị nào mà nãy comment mà chưa mua được nhá, em sẽ bắt đầu công bố luôn. Rồi em sẽ công bố luôn nha. Các chị ơi đừng thoát khỏi livestream nhá, bởi với những người nào mua hàng với giá 18k, em sẽ công bố từ đầu cho đến cuối livestream ạ. Còn bây giờ em sẽ bán sản phẩm này chỉ còn có vài set thôi ạ. Vài set là những chị nào muốn mua sản phẩm này nhá. Mẫu này là A5 nhà em ạ. A5 nhà em đang bán với giá là 290.000 ạ. 290.000 cho 51 cân có size chị ơi. 290.000 nào, 290.000 mẫu này nhà em. Có chị nào thích mẫu này vui lòng comment cho em màu này. A5 290.000 cộng cho em số điện thoại thì chị nàng nào đầy đủ thông tin một lần cho em nha các chị nhá. Rồi ok, mẫu này nhà em là 380.000, hôm nay sale còn 290. Những chị nào mà muốn mẫu này, ổn rồi anh. Các chị ơi, có chị nào thích mẫu này, đang thích mẫu này đúng không ạ? Mẫu này em mặc đi du xuân này, đi chụp ảnh này đều cực kỳ đẹp nha chị nha. Có chị nào thích mẫu này, nhanh tay comment cho em là A5 này. Mẫu này em đang bán với giá là 290.000 ạ. Bên em đã ghi tất cả những người mà được trúng thưởng rồi đấy ạ. Rồi ok, Hoài Thương bổ sung địa chỉ cho em nào. Các chị ơi lấy bộ màu nào thì comment cho em là A5 này, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nào. Và cho em xin đầy đủ địa chỉ nha các chị nhá, đầy đủ địa chỉ cho em ạ.
Bên em chuẩn bị đổi mẫu khác nha chị ơi. Các chị, những chị nào thích mẫu này thì comment cho em thật là nhanh nào. Là A5 kèm cho em xin màu này. Số điện thoại để chị Hà đã chị nhắc đầy đủ thông tin cho em một lần. Em chuẩn bị đổi mẫu mới, các chị ơi đừng thoát khỏi cái livestream này nhá. Bên em sẽ phục vụ các chị bằng nhiều, rất là nhiều mẫu tiếp theo nữa các chị nha. Rồi, comment cho em nào, em chuẩn bị đổi mẫu đây nào. Rồi, ok. À, bán luôn giảm 50% đi ạ. À. Trời ơi, nếu mà các chị nhiệt tình em sẽ bán luôn với giá 18k nhá. Còn bây giờ sẽ bán với giá 290.000 cho những chị nào mà cực kỳ thích mẫu này nhá, mà không comment không chia sẻ ạ. À. Rồi, nhanh tay comment cho em là A5 này 290.000 nhé, đủ size nha. Những chị nào lấy size nào thì vui lòng comment cho em xin chiều cao cân nặng đi ạ. À. Rồi, nhanh tay comment nào mẫu này em cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ok chị nhiệt dịp nhá. Các chị ơi bổ sung địa chỉ nhá. Bổ sung địa chỉ cho em. Ok chị Hoài Thương, chúc đơn chị Hoài Thương rồi ạ. À. Đúng rồi. Một sản phẩm gồm một chân váy và một áo ạ. Chị nào thích thì nhanh tay comment cho em nha chị nhá. Rồi, ok Thanh Hảo bổ sung cho em địa chỉ số điện thoại nào. Rồi, nhanh tay comment cho em là A5 290.000 nha, 290.000 ạ. Em bảo cô nào? À ok, ok xem phạm rồi, ok chị Hứa Quỳnh Anh rồi. Các chị ơi những chị nào nhá, sản phẩm chỉ còn có 1-2 set thôi. Những chị nào mà đặt hàng thì nhanh tay comment cho em. Và các chị ơi comment cho em là A5 này kèm cho em xin số điện thoại và địa chỉ hàng các chị nhá. Em chuẩn bị đổi sang một mẫu mới, các chị đừng thoát khỏi livestream nhá. Bởi vì tối nay là số đặc biệt của Queen Fashion ạ. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn, những chị nào mà hôm nay cực kỳ thích mẫu đẹp này, giá lại quá rẻ nhá, thì đừng thoát khỏi cái livestream này. Rồi, A5 nào, A5 là mã của chị áo dài đang mặc nhá. Có giá là 290.000 ạ. 380.000 này còn 290.000, cơ hội này, cơ hội có 102 luôn. Các chị nếu mà không mua sẽ tiếc cuối cùng đấy ạ. Rồi, em thấy comment của tất cả các chị rồi mà phải comment thật là nhiều mình thấy nhá. Chị Lan Lê bổ sung địa chỉ nhà cho em nào. Em chuẩn bị đổi sang một mẫu mới ạ. Chị, các chị đợi em một lát nhá. Rồi ok chị Hằng cùng, rồi ok chị Hiền Dịp, rồi ok chị, ok chị Hùng Nam rồi nhá. Em chuẩn bị đổi sang một mẫu mới đấy ạ. Không thấy được. Rồi. Rồi. Rồi ok chị Huỳnh Tiến Anh này, em chuẩn bị đổi sang một mẫu mới đấy ạ. Có chị nào thích cái váy em đang mặc không ạ? Em đóng cúc lại nhá. Sang một thì rồi, các chị ơi có chị nào thích cái váy voan đang mặc không ạ? Mẫu này nhà em nhá, 1m70 mặc khổ đổ về là mặc được nha, bầu bí nhỏ con trên ok ạ. Em thì là đang 1m70, những chị nào 1m70 đổ về mặc quá là xinh luôn ạ. Có chị nào thích không ạ? Mẫu này nhà em hôm nay cũng chỉ bán với giá là 199.000 thôi ạ. Rồi ok chị Trần Nguyễn Mai Chi rồi, ok chị Nguyễn Thị Tiến bổ sung địa chỉ nào. Có chị nào thích cái váy đang mặc không ạ? Mẫu nhà em đang mặc chỉ có giá là 199.000 ạ, mã là A01 đấy các chị nhá. Chị nào lấy mẫu V01 ạ. À? V01 nào. Mẫu này là V01 nha. Chị nào lấy mẫu này thì comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nào. Mẫu này thì em hiện tại đang về 4 màu nha chị nhá. 4 màu này, màu hồng này, màu đen này, màu cam và cả màu rêu ạ. À. Nhưng chị nào thì comment thật là nhanh cho em nào. Rồi ok Tinh Hoàng rồi, ok chị Nguyễn Nguyệt rồi. Ok em thấy comment của tất cả các chị rồi. Có chị nào thích mẫu đang mặc thì nhanh tay comment cho em là V01 nhá. Bây giờ em phán kỷ lục cực. Không được nữa. V01 nào. Giá là 199.000 chị ơi. Có chị nào thích thì nhanh tay comment cho em là V01 nhá. Rồi ok Thánh Lily chưa, chị mặc quá là xinh luôn ạ. À. Nhanh tay comment cho em. Ok chị Ngọc Duyên Trần nhá. Chị Ngọc Duyên Trần bổ sung địa chỉ nào cho em nào. Em cảm ơn chị Hà Nga nhá. Mẫu này nhà em dưới 60 cân các chị, bao vừa nó nặng, bao vừa bao xinh luôn và còn cả bao rẻ nữa. Ok chị Phạm Hải Yến rồi. Ok chị Loan Tô Thanh Loan trên 41 cân, chị mặc hơi rộng một chút nha chị nhá. Ok chị Oanh Tít, chị bổ sung cho em địa chỉ số điện thoại nào đầy đủ cho em một lần đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Thị Thanh Bích bổ sung địa chỉ và số điện thoại ngân hàng cho em nào. Ok Thủy Phan này, chị ơi bổ sung địa chỉ số điện thoại nhá. Những chị nào có địa chỉ và số điện thoại ngân hàng bên em sẽ ship luôn đó các chị ạ. À. Ok chị Cu Ben này, ok Tuấn Hà bổ sung địa chỉ số điện thoại nào đầy đủ cho em một lần nhá. V01 nhà em đang có giá 199.000 trong cái livestream này ạ. Những chị nào mà thích mẫu này dưới 1m70 đặt hàng nhanh cho em nhá. Mẫu này đằng trước ngắn hơn và đằng sau dài hơn, nói chung là kiểu này bên em chỉ bên em có thôi ạ. Ok ok nhanh tay comment nào. Ok chị Nguyễn Sumi rồi, ok chốt đơn cho chị rồi. Ok thắng luận rồi nha, thật là nhanh tay comment cho em để bên em sẽ bán sản phẩm này 199
99k. Chất này không bao giờ sợ nhăn, mặc bao sang chảnh bao đẹp luôn. Nhưng chị nào có bầu bí nhỏ bon chen ok luôn nhá. Rồi, nào mẫu này là V01 nhà em, 61 cân chị 1m60 chị mặc vừa luôn, nếu mà trên 1m6 là mặc vừa. Ship nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành Hà Nội là 30.000 nha các chị nhá. Mẫu này nhà em là V01. Nhưng chị nào thích V01 thì nhanh tay comment giúp em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào. Sản phẩm này về 4 màu này, 4 màu, màu hồng này, màu đen này, màu rêu này và cả màu cam nữa. Các chị thích màu nào nhanh tay comment màu đấy cho em nhá. 60 cân chị cao trên 1m60 là chị sẽ mặc vừa mẫu này của em ạ. Ok Bình Nguyễn, chị ơi bổ sung địa chỉ nào. 65 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? Chị có thể comment chiều cao trả lời tư vấn đúng không ạ? Ok mở 70 đường Phúc Diên Bắc Từ Liêm Hà Nội. Ok chị cao triệu rồi, ok chị Trầm Anh lâu rồi. Ok các chị ơi bổ sung địa chỉ nhận hàng cho em nhé, đầy đủ địa chỉ cho em. Cái mã này em đang mặc là V01 ạ. V01 nhà em đang có giá là 199.000 ạ. Rồi ok Phương Lan Trần bổ sung địa chỉ hàng cho em nào. Mẫu này nhà em là 199.000 nhá. Rồi ok chị Zola đánh đá chị nói chậm hơn nhá. Mẫu này nhà em là V01. V01 nhà em về tổng cộng là 4 màu, màu hồng, màu đen, màu xanh rêu này và cả là màu cam đất nữa. Các chị thích màu nào thì comment màu đấy giúp em nhá. Cái mẫu này dưới 1m70 mặc vừa. Ok Nguyễn Thị Dung chị ơi tiếc quá chị không mặc vừa rồi. Ok Thu Thảo nhá. Rồi có bầu được không chị ơi? À mẫu này mà bầu với nhỏ con trên ok nhá chị nhá. Nhanh tay comment cho em là V01 nào. V01 là mã của chiếc váy em đang mặc và có giá là 199.000 ạ. Ok Thủy Phan, ok Thanh Thanh Nguyễn Thị này. Rồi ok chị thật là nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nào. Đầy đủ thông tin một lần cho em nhá. Ok chị Viên Hải rồi, ok chị Giang Nguyễn chị bổ sung địa chỉ số này hàng cho em nào. Ok chị Lụa Nguyễn rồi, ok chị Duyên Trần luôn chị mặc được ạ. Chị bổ sung cho em địa chỉ số này hàng nào. Ok chị Thúy Hoàng nhá. 67 không vừa chị ạ. Rồi ok chốt cho chị nào rồi đấy ạ. Các chị ơi cứ đầy đủ cho em là mã này, màu này, số điện thoại và địa chỉ đến hàng để cho ngân hàng này nhá các chị nhá được không ạ. Ok chị Loan Phạm, ok chị Trần Thủy luôn, ok chị Lê Thị Minh Ly rồi. Ok chị Ninh Ta chị mặc vừa chị ạ. Ok chị Nguyễn Thị Phượng rồi, các chị ấy bổ sung thật là nhiều cho em nhá. Mã là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào giúp em để trước cái đơn hàng này đúng không ạ. Cái mẫu này mặc nhẹ tây thì không mặc gì luôn em đảm bảo nè. Những chị nào mà bầu bí này mặc ở nhà đi chơi đều rất là thoải mái luôn ạ. Em cam đoan luôn nếu mà không thoải mái, không đẹp, không nói chung là không sang chảnh trả lại cho em đúng không ạ. Ok chị Nguyễn Thị Thanh Bích này, ok chị Lê Tuyết nha. Rồi các chị ơi nhanh tay comment giúp em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em. Em cao 1m70 là mặc nó hơi bị thấp một à, hơi bị cao một tí. Rồi màu đen của chị đây ạ. Chị nào muốn xem màu đen thì xem cho em nha. Đây là màu đen ạ. Em đang mặc là màu hồng vỏ đốc ạ. Đây là màu xanh rêu này và đây là màu cam, rất là toàn những cái màu mà dễ mặc và dễ phối đồ đấy ạ. Rồi ok chị Lê Phan bổ sung địa chỉ nào, 56 cân chị Lê Thảo mặc được ạ. Rồi còn hàng chị ơi, những chị nào lấy V01 em đang mặc thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em ạ. Đầy đủ thông tin một lần cho em nhá. Ok Hiền Lương Thị Thanh, ok chị Gấu Trúc ạ. Xuất hiện không nào ạ. Ok chị cô chủ nhỏ luôn ạ. Ok chị Nina Vũ rồi ạ. Rồi các chị ơi nhanh tay comment bên còn áo dài nhá. Giá là 199 một chiếc váy này ạ, mặc nói chung là nhẹ tây luôn, bầu bí bon chen ok đó ạ. Ok anh Trung Phùng nha, mẫu này nhà em là 199.000 ạ. Đầy đủ thông tin và địa chỉ hàng bên em sẽ tự động cho đơn hàng ạ. Ok Phan Kim Ba Thắm rồi, ok heo đất bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok chị Loan Hà nha, đầy đủ thông tin này, mẫu này nhà em đang có giá là 199.000 chị nhá. Rồi ok chị Trần Thị Dung Nhi, ok chị Ánh Tuyết, mã là V01 ạ. Chị nào lấy mã này comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào. Hôm nay sẽ bán với giá là 199.000 nhá các chị nhá. Mặc màu đen là ok chị nhá, nhưng mà em đang mặc cái màu hồng, lát sẽ đổi sang màu đen cho chị xem ạ. Ok chị Lý Xuyên rồi, ok chị Nương Bích luôn, ok chị Nhung Bùi Mai rồi. Các chị ơi thật là nhanh tay bổ sung cho em địa chỉ nhá. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào. Ok Đặng Tú rồi nha, ok chị Quỳnh Lâm luôn, ok Hạnh Giang này, ok chị Liên Nguyễn này. Các chị ơi bổ sung địa chỉ hàng cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nhá, để bên em sẽ tự động cho hàng cho các chị và gửi hàng cho chị một cách nhanh nhất ạ. Rồi, ok, nhanh tay comment nào. A5 nhà em còn nha. Ok chị Bảo Bắp này. Ok chị Tạ Thu Phương Thảo này, mẫu này nhà em là 199.000 ạ. Hàng này hàng von nhá. Chất thái trượt rất là đẹp luôn, đảm bảo rất là nhẹ nhàng nhá. Mặc mẫu này đi làm đi chơi hoặc là mặc ở nhà đều rất là phù hợp đấy ạ. Mẫu này nhà em là 199.000. Ok Thủy Bo này, ok chị Liên Lung Linh nhá. Nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhận hàng nào. Ok, quá là nhiều comment không thể đọc hết được, các chị thông cảm
khảo cho em nhá. Ok chị Nguyễn Tâm, ok chị Ngại Trần, ok chị Ngọc Nguyễn nha. Những chị nào mà đầy đủ thông tin và địa chỉ hàng, bên em sẽ tự động chốt ạ. Mẫu này nhà em về tổng cộng là 4 màu, 4 màu đẹp nhất và 4 màu dễ mặc nhất luôn ạ. Màu này là màu hồng này, màu đen này, màu xanh rêu này và có cả là màu cam đất ạ. Tất cả những màu đều rất là dễ mặc. Các chị mặc đi làm, mặc đi chơi hay là mặc đi đâu đều rất là phù hợp ạ. Ngực 90 chị bằng ngực của em, chị mặc quá xinh luôn nhá. Nhìn em bên lép này mà mặc 90 nhá. Ok chị Vân Anh, ok Tình Cường nhá. Ok chị Hà Nguyễn Nai, bổ sung địa chỉ hàng cho em nào. Chị Hà Nguyễn Nai ơi, chị nếu mà chị đầy đủ thông tin và địa chỉ hàng rồi nhá thì bên em đã có người chốt đơn chị rồi ạ, chị yên tâm ạ. Rồi ok chị Nguyễn Như, váy em đang mặc là 199.000 ạ. Ok Ruby Tình rồi, ok Yến Mai Thị, ok Trần Thủy Nữ Trần rồi. Các chị ơi bổ sung cho em nhá, thời tiết này mặc cái váy này dù là nam hay bắc đều quá là dễ mặc đúng ạ. Các chị mặc này đi chơi đi làm hoặc là mặc đi đâu cũng được ạ. Bầu bí nhỏ bon chen ok luôn nhá các chị nhá, rất là dễ mặc đúng nào. Ok chị Gửi Thị Trần nào, ok chị Ninh Ta này, đầy đủ thông tin cho em nào. Có mấy size em mẫu này em dưới 60 cân mặc vừa, chỉ có một size duy nhất thôi ạ. Rồi ok chị Hoàng Mỹ Duyên này, ok chị Anh Tuyết Nguyễn này, còn là 5 chị ơi lấy 5 comment địa chỉ cho em. Ok Hương Lan Trinh này, chị ơi bổ sung địa chỉ nào và số điện thoại cho em nào, đầy đủ thông tin và địa chỉ nào cho em để bên em có thể chốt cái đơn hàng này ạ. Ok rồi ok chị Sương Hồ rồi nha. Các chị ơi nếu mà chị nào lấy cái mẫu em đang mặc với giá là 199.000 để comment giúp em là V01 màu hồng này kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng giúp em nhá. Màu hồng là cái màu dễ mặc nhất ạ. Ngoài ra còn màu đen này, những chị nào mà béo béo một chút nhá mà không tự tin thì có thể lấy màu đen này hoặc là màu rêu này hoặc là màu cam đất, toàn là những màu mà dễ mặc thôi ạ. Những chị nào lấy thì comment thật là nhanh giúp em là V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em, đủ 4 thông tin chốt đơn hàng luôn ạ. Rồi V01 nào, V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nhá. 57 cân chị mặc vừa xinh luôn ạ. Ok chị Phan Anh Đào rồi ạ, thật là nhanh tay cho em nhá. V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nào. Các chị có thể tăng bạn bè và để cùng mua sản phẩm với giá siêu siêu rẻ nhá các chị nhá. Ok chị Ngọc Hà Lê này, ok chị Kiều Định ạ. Rồi ok chị Ngọc Thị Nga, ok chị Nhi Lam, ok chị Nguyên Hằng nhá. Các chị ơi mẫu này nhé đang bán với giá là 199.000 ạ. Những chị nào thích thì comment cho em nhá. Và đặc biệt dưới 1m70 mặc bao vừa nặng, em là 1m70 nặng 50kg nữa chị nhá. Ok Su Hảo Nguyên, ok Kim Loan Huỳnh bổ sung địa chỉ hàng nào, đầy đủ thông tin và địa chỉ hàng giúp em để chốt cái đơn hàng này nhá. V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng giúp em, đảm bảo là bao xinh này, bao nói chung là rất là đẹp nhà em đúng không ạ. Ok Chu Long Ngô này, ok chị Minh Tuấn, ok chị Ngọc Linh Vũ rồi. Nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu để kèm số điện thoại kèm địa chỉ nào. Mẫu này nhà em đang bán với giá là 199.000 các chị ạ. Rất là rẻ đúng không ạ? Hàng hoàn rất là xinh luôn. Đảm bảo không bao giờ sợ nhàu hay là như nào đúng không ạ? Ok Hùng Đức này, ok Phương Bấm rồi, ok chị Luân Lò rồi. Các chị ơi thật là nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu này kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Để chốt đơn hàng này ạ. Bên em sẽ ship tận nhà cho các chị luôn. Mẫu này là 199.000 chị ơi. Về tổng cộng là 4 màu ạ. Màu hồng này, màu đen này, màu rêu này và có cả là màu cam đất ạ. Toàn là những cái màu dễ mặc thôi ạ. Chúng ta mặc đi làm này, mặc đi chơi này hoặc là bầu bí nhỏ hoặc bầu bí to để bon chen được nhá. Bên em sẽ tư vấn cho các chị ạ. Ok Thìn Bùi này, mẫu này từ 45 cân đến 60 cái là đủ mặc về là mặc vừa nha các chị nhá. Ok chị Nghĩa Hiền Thời Trang, ok Phạm Hồng, ok Lê Thắng nhá. Đầy đủ thông tin và địa chỉ nào cho em nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nào giúp em nha các chị nhá. Bên em sẽ ship cho các chị luôn ạ. Ok chị Mai Trần rồi. Ok chị Chế Hằng nhá. Ok chị Phương Nguyễn này, các chị ơi quá là nhiều con mà mình sẽ đọc, phải đọc nhanh cho các chị là các chị lại bảo không đọc tên ấy. Ok chị Dìm Kiều này, váy em đang mặc là 199.000 chị ơi. Ok chị Ly Thỏ này, màu cam đất ok, bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok chị Diệu Lê luôn ạ, cả ship là bao nhiêu, ship nội thành là 20.000, ship tỉnh đồng giá 30.000 nha chị nhá. Ok Lâm Thị Hạnh Trang rồi, ok ok chị Huệ Lương rồi, ok chị Vầng Trăng Khuyết này, mẫu này nhà em đang bán với giá là 199.000 ạ. Chị nào lấy mẫu này comment cho em là V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Mẫu này nhà em đang bán với giá 199.000, các chị đặt hàng nhớ phải bổ sung địa chỉ và số điện thoại cho em nhá các chị nhá. Ok Vân Thị Thơm, ok chị Dương Thuận, bổ sung địa chỉ cho em nào. Những chị nào thiếu địa chỉ thì bổ sung thật là nhanh cho em nhá các chị nhá, khỏi là không có hàng đâu ạ. Ok Nguyễn Nhàn rồi, ok chị Út Vải rồi nhá, các chị rồi gửi lượt màu. Ok Sư Huỳnh inbox cho em nào. Ok 54 cân chị mặc quá xinh, 1m67 chị mặc quá xinh luôn nhá. Em 1m70 nặng 53 cân đấy ạ. 53 cân. Ok Tiên Nguyễn nha. Rồi ok chị Kiên Lụa Phạm ạ. Rồi nhanh tay comment cho em nào là V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em để chốt cái váy này nha. Váy này là 199.000 của em đấy ạ.
shop nhà em là độc quyền mẫu này luôn. Ok chị Ngọc Thảo, ok chị Nguyễn Thị Thúy Hoa này, ok chị Ngọc Bích luôn, ok chị Đỗ Hoa. Thật là nhanh tay comment cho em xin đầy đủ địa chỉ nha các chị nhá. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Ok chị Linh Hương rồi, ok Thúy Đào Võ rồi. Các chị ơi thật là nhanh tay bổ sung địa chỉ cho em nhá. Và có thể tăng bạn bè vào để cùng mua sản phẩm giá rẻ nhá. Ok Vân Hải Bùi này rồi, ok chị Trương Mai Anh luôn. Rồi nhanh tay comment ok chị Liên Đoàn ạ. V05 nhà em không nhớ đâu ạ. Rồi ok chị Liên Đoàn rồi, ok chị Đặng Tuyết, ok. Rồi mẫu này nhà em đang bán với giá là 199.000. Ok Lê Tình, ok chị Trần Thanh Thúy. Đổi mẫu ạ, tí sẽ đổi nha. Có chị nào thích mẫu này không ạ? Lấy mẫu này để comment cho em là V01. Kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em ạ. Mẫu này nhà em đang bán với giá là 199.000 ạ. Giá quá là rẻ đúng không ạ? Hàng này các chị thấy này, chất rất là đẹp này. Và các chị đặc biệt là có thể kiểm tra hàng nha các chị nha. Ok chị Hoàng Thị Phương Thanh ạ. Rồi rồi ok chị Việt Việt Phạm này. Rồi ok chị Vũ Ngọc Ngân này. Rồi ok chị Ngọc Vũ luôn. Các chị ơi đầy đủ địa chỉ cho em nhá. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em. Ok nha Vũ, ok Tuyết Trần nha. Đầy đủ comment địa chỉ cho em ạ. Phải có địa chỉ cho nhà rồi, không biết gửi các chị về đâu luôn ạ. Ok chị Nga Nguyễn, ok chị Việt Sơn nha. Rồi các chị ơi những chị nào lấy mẫu em đang mặc cực kỳ dịu dàng, cực kỳ đẹp này thì nhanh tay comment cho em là V01 nhá. Cái mẫu này là bao dịu dàng, bao đẹp chứ mà bao sang chảnh luôn. Nói chung là cộng 10 điểm thanh lịch luôn đấy ạ. Ok chị Ngọc Sương Đặng này, ok chị Vân Đặng, ok chị Tranh Dương này. Các chị ơi đầy đủ địa chỉ cho em nào. Dưới 40 cân chị ơi, nếu mà chị muốn mặc thì vẫn mặc với mình hơi rộng thôi. Ok chị Nhi Hương này, cái đang mặc có giá là 199.000 ạ. 199.000 và có mã sản phẩm là V01 nhá. Chị nào lấy mẫu này comment cho là V01, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào. Có màu hồng mới đang mặc này, màu đen này, màu rêu này và có cả màu cam nữa. Các chị thích màu nào thì nhanh tay comment cho em màu đấy. Là V01 kèm màu đó và kèm số điện thoại và địa chỉ hàng cho em nhé các chị nhá. 199.000 ạ. Ok chị Nguyễn Tự An Nhiên, ok chị Nguyễn Hải, ok chị Hoàng Võ Văn comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào. Dưới 60 cân bao vừa, ok chị Vân Đốc bổ sung địa chỉ nào. Ok Hương Trần, ok Lộc Tiệp này, ok Triệu Trần chị bổ sung địa chỉ cho em nào. Đầy đủ thông tin nhận hàng cho em nhá. Nhà bên em sẽ chốt cho các chị này V01 này, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em để bên em gửi sản phẩm cho các chị đúng không ạ? Ok chị Đỗ Nguyễn rồi, ok chị Loan Trinh bổ sung địa chỉ nào. Ok chị Phương Cam này, ok chị Nguyễn Thắm luôn. Các chị ơi những chị nào mà có địa chỉ nhá thì bên em sẽ ship hàng cho chị luôn ạ. Thật nhanh tay nào, comment cho em nào. Rồi mẫu này nhà em là V01 nhá. V01 này 199.000 ạ. Các chị ơi lấy mẫu này comment cho em là V01, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em để chốt đơn hàng này nhá. Ok chị Hương Hà, ok chị Nguyễn Ly và đặc biệt bên em sẽ gửi hàng cho các chị đến tận nhà luôn ạ. Và các chị rồi đúng rồi. Có màu đen chị ơi, đây là màu đen nhà em nhá. Màu đen cũng rất là xinh luôn. Chị nào lấy màu đen thì comment là V01 màu đen, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em ạ để chốt cái đơn hàng này nhá. Rồi, ok chị Lưu Thị Lan Anh rồi. Rồi ok rồi ok chị Thắm Lê rồi, ok chị Nguyễn Dương nha. Rồi thấy comment của tất cả các chị rồi, các chị chỉ cần comment đúng 4 cú pháp cho em. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em để chốt cái đơn hàng này được không ạ? Ok chị Thu Hương Đặng rồi, mẫu này là 199.000 chơi, đảm bảo là bao giá rẻ nhất thị trường luôn. Không ở đâu bán một cái hàng thiết kế như em mà rẻ như em đâu ạ. Ok chị Diệu Ninh Đặng này. Rồi nhanh tay comment cho em là V01 nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nhá. Mẫu này là 199.000. Rồi ok chị Phạm Thủy nha, chị Phạm Thủy bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok chị Lưu Lương nha. Rồi ok chị, các chị ơi nhanh tay comment ok Khánh Ninh này. Rồi ok chị Lưu Lương này, nhanh tay comment ok Yến Sinh bổ sung địa chỉ số nhận hàng nào. Ok Đỗ Thị Tam nha. Rồi ok chị Nguyễn Hương nhá. Rồi ok chị Ly Ly Hương luôn. Các chị ơi bổ sung cho em này, ok chị Mỹ Nguyên này, nhanh tay comment ok chị Hứa Khanh này. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nhá. Các chị ở Bắc hay Nam đều có thể mặc được mẫu này mà vô cùng thoải mái nhá. Mùa hè đã gần kề rồi nhá các chị nhá, sắm cho mình một chiếc váy đi ạ. Cái mẫu này mặc như không mặc luôn bởi vì nó quá là nhẹ nhàng, quá là xinh luôn ạ, rất là dịu dàng luôn ạ. Ok Thu Hường Lê này, 40 cân chị mặc vẫn vừa. Nếu mà chị thích mặc rộng rộng, ok chị Hàng Ngát Đỗ này, ok chị Ngọc Diệp BTC này, ok Thu Hường Lê. Mẫu này em đang bán với giá là 199.000 ạ, giá là bao rẻ nhất thị trường rồi đấy ạ. Mẫu này
này nhà em không có sai chị ơi, món này dưới 60 cân là mặc vừa ạ. Rồi, ok, nhanh tay comment cho em nào là V01. Ok chị Mai Ban nha. Rồi các chị ơi phải đầy đủ địa chỉ cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Ok Vũ Thị Tươi Vũ nha. Rồi, màu hồng đang nghe đang mặc cả. Ok chị Vân Phạm. Chị Vân Phạm ơi, những chị nào mà lấy cái đang mặc thì phải comment cho em là V01 màu hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng cho em nhá để chốt cái đơn hàng này. Ok chị Loan Vũ này, ok Phạm Bích Ngọc bổ sung địa chỉ hàng cho em nào. Mẫu này nhà em đang có giá là 199.000 ạ. Đằng sau hay đằng trước đều rất đẹp đúng không ạ? Rất là thanh lịch luôn. Mẫu này rất là xinh này. Ok Ngọc Thanh này, ok chị Cố Nhân nhá. Đầy đủ địa chỉ cho em nào. Ok chị Nga Chu luôn ạ. Các chị ơi có thể tham bạn bè vào để cùng mua nhá. 45 mặc được, 58 mặc được luôn. Các chị chỉ cần dưới 60 cân là bên em sẽ bao 100% cho chị mặc vừa đúng không ạ? Ok chị Hà Ngân, ok chị Sầm Phượng rồi ạ. Các chị ơi nhanh tay comment cho là V01 nào. V01 là cái mã của váy đang mặc nhá. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào giúp em để chốt cái đơn hàng này đúng không ạ? Ok Tuyết Mai Đinh nha. Rồi ship là ngoại thành ạ. Ship là chỉ 20-30 nghìn thôi ạ. Em ở 70 đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ok chị Xuân Lê nha. Ok chị Tài Ống Nguyễn Thu này. Rồi, ok chị Đào sao nha. Rồi nhanh tay comment cho em nào là V01, ok như ý Phạm luôn nha. Ok chị Võ Tiêu Nhung này. Rồi, nhanh tay comment cho là V01 nào. V01 là mã của váy đang mặc nha. Em cao 1m70 ạ. Thì là nó hơi bị cộng một tí. Ok, có được kiểm tra hàng trước đây bên em là tự tin mặt hàng nhà em lắm luôn ạ. Ok chị Duyên Phương này, bổ sung địa chỉ nào. Em có thấy chị Hoàng Yến rồi, chị Thắm Lê. Ok chị nha. Ok chị Nguyễn Nhàn rồi đấy ạ. Chốt đơn cho chị rồi. Mẫu này em là 199.000 cái đang mặc nhá. Chị nào lấy cái đang mặc thì comment cho em là V01 màu hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ hàng ạ. Đây là đằng sau chị ơi, đằng sau là dáng hơi tôm nhá, rất là xinh lại, nói chung là thời thượng nhất đến bây giờ luôn ạ. Ok chị Liêm Lê nha. Rồi em thấy chị Thủy Nguyễn rồi, những chị nào đặt thì comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nhá chị nhá. Đầy đủ thông tin địa chỉ cho em để ship đơn hàng này ạ. Ok chị Huế, ok bổ sung địa chỉ nào. Ok Tuất Nguyễn, Tuất Phạm nào. Ok chị Anh Huỳnh nhá, nhanh tay cho em xin địa chỉ nhá, được xem hàng trước khi nhận ạ. Rồi mẫu này ok chị út thương rồi ạ. Ok chị Việt Hoàng, chị mặc vừa bổ sung địa chỉ số điện hàng nào. Em thấy chị Anh Huỳnh rồi, các chị ơi nhanh tay thật là nhanh tay comment cho em là V01 là mã của váy đang mặc nhá. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào giúp em để bên em chốt cái đơn này cho các chị được không ạ? Ok Tâm Lưu, ok chị Vũ Hương luôn ạ. Rồi ok chị Dòng Biển này. Rồi em ở 70 đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. Khoảng là 3-4 ngày sau chị nhận được hàng, em ở Vũng Tàu nhá chị nhá. Rồi ok chị Hương Trương rồi. Ok chị Diệp Nguyễn bổ sung địa chỉ nào. Ok Triệu Nhung nha. Rồi ok Trần Luyến ạ. Mẫu này em có giá là 199.000 chị ạ. 199.000 nha. Chị nào lấy comment trên là một là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá. Cái mẫu này có màu hồng này, màu đen này, màu gel này và có cả là màu cam đất ạ. Toàn như là cái màu dễ mặc và dễ phối đồ đó ạ. Rồi, ok chị Anh Huỳnh này, 60 cân vẫn vừa chị ơi, với điều kiện chiều cao trên 1m6 nhá. Ok chị Hana Phú này, ok chị Hằng Lê nhá. Rồi, thấy comment của tất cả các chị rồi, nhưng mà các chị ấy phải địa chỉ cho em ạ, bổ sung địa chỉ nào. Ok chị Hồng Ma nhá, 60 cân chị cao trên 1m60 chị sẽ mặc được ạ. Ok Thuận Nguyễn ạ, mẫu này em là V01 ạ. Chị nào lấy mẫu này em đang mặc thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá, để chốt đơn hàng này đúng không ạ? Phải nhanh tay cho em nào. Ok Hoa Bóng, ok Bong Bóng Mưa, ok chị Chi Kim nha. Rồi ok chị cái chữ Trung Quốc gì đó à. Rồi ok cho mình một cái, lấy một cái này comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhà cho em để bên em sẽ ship sản phẩm cho các chị được ạ. Phải đầy đủ cho em này, V01 này, kèm màu này, kèm số điện thoại này, kèm địa chỉ nhà cho em nhá. Giá mẫu này là 190.000 ạ, 199.000 ạ. Đồng giá đúng rồi, đồng giá 199.000 nhá. Rồi ok Phạm Hà rồi, chốt đơn chị Phạm Hà rồi. Ok Nguyễn Thị Kim Liên này. Ok Diệp Nguyên, ok Trinh Như Hương, chị mặc vừa chơi bổ sung địa chỉ số điện hàng của em chọn của chị đi nào. Ok Minh Hương, Nguyễn Thị bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Ok bé Hải Nguyễn, ok Như Ý Phạm này. Rồi ok Phù Thủy dễ thương luôn. Các chị ơi bổ sung đầy đủ cho em nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhà cho em nhá. Cái mẫu này mặc cả bao dịu dàng, bao nhẹ nhàng luôn. Mặc ở nhà, mặc đi chơi, mặc khi nấu ăn hoặc mặc đi đâu cũng được. Cái mẫu rất là dễ mặc luôn ạ. Ok Xuân Phạm này, ok chị Nguyễn Liễu nha. Rồi các chị ơi mẫu này nhà em là cực kỳ dễ mặc này, đảm bảo là những chị nào bầu bí nhỏ có thể bon chen mặc mẫu này nhá. Dù là bầu phải sinh đúng không ạ? Phải sinh trong bất cứ trường hợp nào. Ok chị Đức Hiếu Thanh Vân này, ok Thanh Nga luôn. Mẫu này nhà em là 199.000 các chị ạ. 199.000 trong cái livestream này. Những chị nào thích mẫu này thì comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào giúp em để chốt đơn hàng này được không ạ?
Ok, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt comment cho em là V01 màu hồng kèm số điện thoại kèm địa chỉ của chị nhá chị nhá. Ok, chị Trương Thúy Bùi bổ sung địa chỉ nào. 50 ký mặc quá xinh luôn chị ơi. Ok, Xuân Phạm nha. Ok, chị Hà Ngọc. Ok, chị Lê Tình luôn. Có được xem hàng chưa thanh toán ạ? Mẫu này nhà em là 199.000, mã là V01. Chị nào lấy được comment là V01 kèm màu để kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em ạ. Em cao 1m70 là mặc có hơi cộc một chút ạ. Nhưng chị nào mà thấp 1m70 là mặc bao xinh hơn em rất là nhiều đấy ạ. 45 chị mặc được ạ. Ok chị Phạm Hoa, ok chị Uyên Nguyễn. Rồi, ok chị Bích Phương luôn ạ. Các chị ơi, mẫu này nhà em là V01 ạ. Các chị muốn xem mẫu khác thì đừng thoát khỏi livestream nhá. Cứ xem livestream lại bên em thì sẽ bổ sung mẫu khác ạ. Ok, băng da Mỹ mẫu này là 199.000 ạ. Chị nào lấy mẫu em đang mặc thì comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá. Đầy đủ thông tin một lần cho em ạ. Ok, Nguyễn Thị Minh Nguyệt bổ sung địa chỉ nào chị ơi. Ok, chị Trang Thùy nhá. Rồi, các chị có màu cam không? Có màu cam chị ơi, màu cam đấy nhá. Chị nào lấy màu cam thì comment cho em là V01 màu cam, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em ạ. Đầy đủ thông tin một lần cho em nhá. Mẫu này em có cả túi luôn nhá. Có túi có thể đúc vừa một cái điện thoại ạ. Đúc vừa một cái điện thoại luôn nha các chị nhá. Rồi em cảm ơn chị Hoa Nguyễn nha. Rồi một lời chúc của chị em cảm thấy hợp thực hơn đấy nhá. Rồi ok chị Hoa Phương Thanh luôn ạ. Ok chị rồi ok nói nhiều à. Các chị comment nhiều em nói nhiều mà. Có được nhận, có được xem hàng thanh toán ạ. Mẫu này nhà em là V01, lấy thì comment là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ phải nhận hàng cho em ạ. Mẫu này nhà đang bán với giá là 199.000 nhá. Rồi Quảng Trị có ship chị ơi, bên em ship toàn quốc nè. Các chị chỉ cần cho địa chỉ nha và ngồi ở nhà đợi hàng thôi ạ. Màu hồng Dương ạ, ok chị út comment cho em là V01 màu hồng cộng số điện thoại cộng địa chỉ nhà cho em nhé chị nhá. Đầy đủ cho em một lần. Ok chị Nguyễn Xuân luôn. Rồi nhanh tay comment cho em là V01 cộng số nào cộng địa chỉ nào. Ok chị Mai Hà Kita rồi nha. Ok chị rồi ạ. Các chị chỉ cần cho em xin địa chỉ là sẽ chốt được hàng ạ. Ok chị Lê Lương bổ sung địa chỉ nào. Ok chị Hà Linh nha. Rồi ok chị yêu KD này. Rồi ok chị Hải Lưu nhá. Rồi nhanh tay comment đã, em thấy chị Phương thêm rồi. 55 cân chị mặc vừa thì Thúy Lê nhá. Rồi ok Đăng Khoa bổ sung xuống thẳng địa chỉ nào cho em nào. Có được xem hàng chị thanh toán là các chị yên tâm nhá. Cái mẫu này em không có sai chị ạ. Dưới 6 cân là bao vừa. Dáng này dáng rộng mà. Dáng rộng dù là mình có gầy hay béo đều thì mặc được mẫu này mà không sợ là xấu nhà chị nhá. Ok Thu Hoàng Nguyễn rồi ạ. Đúng rồi đang trực tiếp chị ơi. Mẫu này nhà em là 199.000 một chiếc ạ. 190.000 một chiếc. Là giá quá là bèo đúng không ạ? Ok Bảo Như Trần này. Rồi trời ơi chị ơi, hôm nay bên em chắc là chỉ tập trung lên mẫu này thôi ạ. Mẫu này nhà em là V01 này. Chị nào lấy mẫu đang mặc thì comment cho em V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhé các chị nhá. Rồi dơ màu rêu mình xem. Ok chị Luân đây là màu rêu ạ. Đây là màu rêu nhà em nhá. Màu rêu cũng rất là đẹp, rất là lạ luôn. Chị nào lấy màu rêu comment là V01 màu rêu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhé các chị nhá. Lấy màu nào lại comment cho mình màu đấy đi ạ. Một chiếc váy quá là xinh ạ, chưa đến 200.000, chỉ có giá 199.000 trong cái livestream này á. Ok chị Lê Lương này, màu gel em vừa dơ thì chị nhìn rõ không ạ? Rồi ok chị Đoan Lê Lan Lớp này. Ok Hoàng Đen chị mặc được nha. Bổ sung địa chỉ cho em nào. Ship từ 20 đến 30 nghìn ạ. Ok Phạm Kiều Anh, ok chị Mai Trinh luôn ạ. Ok chị Thơ Ngọc ạ. Rồi các chị ơi, những chị nào lấy mẫu em đang mặc thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nha các chị nhá. Mẫu này nhà em là có giá 199.000 ạ. Giá quá rẻ luôn ạ. Chị ơi 68 không mặc vừa. Ok chị Hải Hoàng nha. Màu em đang mặc. Chị Phạm Quyết ơi, chị comment cho em là V01 màu hồng, kèm cho em xin số điện thoại và địa chỉ nào của chị nhá. Nhá. Em thấy chị Thu Thủy rồi, 58 cân chị mặc được nha. Mẫu này nhà em là 199.000 ạ. Em chắc là không qua mẫu nữa chị ạ. Lấy màu đen, ok chị Uyên Khói bổ sung địa chỉ nào chị ơi. Rồi đầy đủ thông tin cho em nào. Áo dài còn chị ơi. Ok 58 cân chị mặc vừa nha. Comment cho em là V01 này, kèm màu này, kèm số này, kèm chỉ này, nhận hàng cho em nào. Mẫu này là 199.000 nha chị nhá. Ok Đỗ Hằng, ok Giang Linh này. Rồi nhanh tay comment, ok Vân Anh Đàm nhá chị ơi. Ok ok Hoàng Đoan bổ sung cho em số tại địa chỉ hàng của chị nào. Đầy đủ cho em xin một lần thông tin nhá các chị nhá. Ok Linh Đặng bổ sung địa chỉ nào chị ơi. Không có trắng chị ơi, chỉ có bốn màu thôi ạ. Bốn màu rất là dễ mặc rồi này. Màu hồng này, màu vỏ đỗ này, màu đen này, màu gel này và cả màu cam đất nha. Toàn những màu dễ mặc thôi. Ok chốt Hà nha. Hàng xem thì mua đồ đẹp đấy, hàng xem thì ok mua rồi muộn rồi ạ. À. Ok 41 cân chị mặc, nếu mà chị muốn mặc vẫn mặc được nhưng mà sợ hơi rộng ạ. Ok Phúc Lộc nha. Rồi ok các chị ơi, có chị nào thích mẫu đang mặc không ạ? Thì nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá. Màu em đang mặc là màu hồng này, có màu đen này, màu xanh rêu này và cả màu cam nữa ạ.
Giá của váy này có giá là 199.000 các chị ạ. Ok Thanh Đặng nha, ok chị Quách Phương này, ok chị Lê Hà rồi ạ. Ok 60 cân chị Hồng Hạnh, nếu mà chị cao 1m60 chị mặc được ạ. Đổi màu, ok chị Vũ Tiêu Nhung luôn. Ok chị rồi chị ơi, chị chỉ cần comment trên là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá chị nhá. Ok chị Lan Nguyên bổ sung địa chỉ nào chị ơi. 60 cân chị mặc được nhưng mà chị phải cao 1m60 nhá. 50 cân bằng cân của em ok luôn chị ơi. Ok Hảo Hảo chị ơi không sợ dài đâu ạ. Ok chị Quý Anh nha. Rồi mặc màu đen là tí sẽ mặc màu đen đó chị nhá. Em sẽ mặc đầy đủ màu luôn. Còn đây là cái màu hồng rất là dễ mặc này. Màu hồng là màu hot nhất, đây sẽ mặc màu hồng trước ạ. Có chị nào thích màu hồng thì comment cho em là V01. Màu hồng này kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em đó chị nhá. Ô chị Cam Ly chị hỏi gì ạ? Trả lại cho em đi ạ. Em không thấy comment của chị. Rồi màu cam nhất canh em đang mặc cái gì đấy không ạ? Canh em đang mặc rồi ạ. Rồi có chị nào thích thì comment cho em là V01 nhá. Chị Hoàng Đen này thích phải quất luôn chị ơi. Rồi các chị ơi nhanh tay comment cho là V01 nào. Ok chị Yến Kỳ này, ok chị Nguyễn Anh Thư. Nguyễn Anh Thư ơi comment cho em là V01 kèm màu hồng, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em chị nhá. Đầy đủ trên 4 thông tin ạ. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em chị nhá. Đây là màu gel ạ. Ok Hương Henna GB này. Ok chị Minh Huệ, chị bổ sung địa chỉ cho em nào. Chị ơi 68 cân thì không mặc vừa chị ạ. Tiếc quá chị ạ. Nhanh tay comment nào, những chị nào từ 60 cân đổ về thì đặt mẫu này cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em đó chị nhá. Rồi ok chị Bóc Ngô bổ sung địa chỉ nào. Chị Hảo Hảo ơi đúng rồi, không đọc cũng được chốt nhá. Đúng rồi, mỗi mình chỉ hiểu em thôi. Trời ơi chị Đặng, ok Đăng Nguyễn này. Rồi ok Hoàng Thái bổ sung địa chỉ nào. Chị ơi chắc là không đổi mẫu đoạn này, em bây giờ hết mẫu mới rồi. Mẫu này nhà em là 199.000 ạ. 199.000 nha. Chị nào lấy mẫu này của em thì comment là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nhá. Mẫu này có túi này, rất là sang chảnh đúng không ạ? Rất là dễ mặc luôn. Chị nào lấy mẫu này thì comment là V01 cho em nhá. Và đây là hàng may thiết kế ạ, không phải là hàng Trung Quốc hàng gì đó, hàng may thiết kế cho em luôn. Ok Thương Thủy Bùi này. Ok chị Thu Hương Nguyễn nha. Rồi ok chị Bóc Ngô này. Rồi ok chị Hương Xuân, chị Bóc Ngô chị mặc được nhá. Ok chị Minh Huệ rồi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thị Thu Thủy, em cho nó chị luôn rồi nha, chị Thu Thủy nhá. Cho luôn là chị Thu Thủy ạ. Rồi ok chị Anh Quỳnh nhá. Rồi ok chị Ánh Túi ạ. Rồi ok chị. Các chị ơi nhanh tay comment cho em là V01 này. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em đấy chị nhá. Nhanh tay comment cho em đầy đủ địa chỉ nào chị Diễm Vân Hưng ơi. Rồi quay lại màu đen thành màu hồng rước. Ok Thảo Lê luôn. Ok Trinh Nguyên, ok thông báo gửi bạn nhá các chị nhá. Ok chị Penel gì kia này. Rồi mẫu chị Thủy Lê ok chị nha. Rồi nhanh tay comment cho em là V01 nào. Thủy Lê ok, ok Phạm Hà, ok Thu Thủy luôn. Nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào. Đặt cho đặt một cái. Ok chị Diệp Ngọc, các chị muốn đặt hàng thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nha các chị nhá. Chất liệu này chất thái trượt chị ơi, chất này chất kiểu chất von Hàn Quốc ấy, nó dày hơn chất von bình thường một chút nhưng mà chất này rất là đẹp này, rất là đẹp, không bao giờ sợ nhăn này, không bao giờ sợ lộ gì luôn. Ok Hương Phạm này, ok chị Nguyễn Văn Thủy bổ sung địa chỉ nào. Ok Mai Trinh cho em xin số điện thoại địa chỉ hàng của chị nha. Ok Tuyết Lê, ok Bóc Ngô này, ok chị Duẩn Trần Thụy này. Ok mẫu này nhà em là 199.000 ạ. Quá là rẻ đúng không ạ? Hàng này là hàng thiết kế nhà em luôn. Đẹp từng đường may mũi chỉ đó chị nhá. Ok chị Ken Bông này, không có size dưới 60 cân nha. Ok chị Lan Nguyễn nha, chị Lan Nguyễn mà chị đầy đủ thông tin và chị hàng của chị rồi thì là chắc chắn là chốt hàng rồi ạ. 45 cân chị mặc vừa nhá. Ok Trần Thùy Dung, cho chị Trần Thùy Dung luôn ạ. Ok mẫu này là 199.000 nha chị ơi. Ok chị Gấu Nhung gấu nâu này bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok chị Mến Nguyên chốt luôn nha chị ơi. Em thấy tất cả các chị rồi. Các chị ơi đây là đằng sau lưng của nó nhá. Đằng sau lưng là dáng đuôi tôm ạ. Đây là kiểu dáng sơ mi đuôi tôm nhá. Ở trong Nam hay là ở ngoài quên mất, ở trong Bắc hay ở ngoài Nam đều có thể mặc được mẫu này nhé em ạ. Bởi mẫu này là phù hợp với mọi thời tiết luôn. Mùa bây giờ mặc là quá là ok rồi ạ. Những chị nào thích mẫu này thì comment cho em là V01 nhá. Em ở 70 đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội chị ạ. Rồi, ok chị Nhàn Thanh rồi ạ. Ok chị Tâm Hồ nha. Rồi các chị ơi mẫu này quá xinh đúng không ạ? 1m40 mặc sợ dài quá chị ạ. Ok Tâm Hồ rồi. Rồi, em thấy chị Hằng Nguyễn ạ. Chị hỏi gì hỏi lại ạ. 62 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? Ok thay đổi bổ sung địa chỉ cho em nào. V01 nào các chị ơi, V01 nào. Mặc đi làm này, đi chơi này, mặc ở nhà này, bầu bí này hay là người bình thường gầy béo đều mặc được mẫu này nhé em nhá các chị nhá. Màu em đang mặc là màu hồng ạ. Đây là màu hồng bảo đỗ nhá.
màu hồng vỏ đỗ mặc cực kỳ tôn da luôn các chị nhá, mẫu này mặc cực kỳ tôn da luôn, nói chung là đẹp. Ở em thấy là ở ngoài đẹp, trong livestream rất là nhiều ấy, ông livestream bị giảm mất bao nhiêu phần đẹp của nó rồi. Ok Hà Anh Nguyễn này, mẫu này là hạng 199.000 ạ. Không vừa đâu chị Trang Vũ ơi. Ok chị Hà Thúy, thế chốt cho chị rồi nha chị Hà Thúy nhá. Rồi, mẫu này nhà em là V01 ạ. Chị nào lấy mẫu này nhà em thì comment cho em là V01, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhà cho em nhá. Đầy đủ thông tin một lần cho em nào. Mới vào like không biết ạ. Chị ơi, mẫu này nhà em là V01 này, có giá là 199.000 ạ. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Cắt bớt được chị ơi, các chị có thể cắt bớt mà không ảnh hưởng đến dáng nha chị chắc. Rồi, cắt bớt không ảnh hưởng đến dáng luôn các chị ạ, hàng em hàng may mà. Rồi, em thấy comment của Hương Lan Trịnh rồi. Em cao 1m70 ạ. Chị ơi, cao 1m70 nên mặc hơi bị cộc một tí ấy chị ạ. Vải chất thái trượt chị nhá, là chất voan Hàn Quốc nha. Ok, chị khỏi ly này, ship từ 20 đến 30 nghìn đấy ạ. Ok, chị Trinh Nguyễn rồi. Ok, comment cho em nào. Cái mẫu này nhà em là V01 ạ. Em sẽ nói lại mã cho chị vừa vào nhá. Cái mẫu này là V01 ạ. Chị nào lấy mẫu đang mặc thì comment cho em là V01, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em ạ. Mẫu này dưới 60 cân bao vừa ạ. Và dưới 1m70 là mặc các chị nhá. Ok Vũ Anh Trần rồi. Mua à? Ok anh Toàn comment cho em xin địa chỉ nào. Ok gì của Nhi chị ơi, chị mặc vừa nha, chị bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok chị Trương Xuân Huy rồi. Ok chị nha. Ok em OGK cho chị luôn. Ok chị Vũ Anh Trần bổ sung cho em số thật địa chỉ nào. Em cao 1m70 ạ. Những chị nào mà dưới 1m70 là bao vừa mẫu này nhà em nhá chị nhá. Đúng rồi chị Mai Miu, cảm ơn chị nha. Rồi những chị nào lấy mẫu này thì comment cho em là V01, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào chị nhá. Rồi ok chị Kim Dung Trần rồi, có sai lớn của em mẫu này nhà em dưới 60 cân là mặc vừa đó chị ạ. Ok chị Hằng Nguyễn nha, chị Hằng Nguyễn bổ sung cho em địa chỉ nào, em sẽ dâng lại màu nhá. Mã V01 nhà em là 199.000 ạ, giá niêm yết là 199.000 nha. Chị nào lấy thì comment cho em là V01, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em. Và mẫu này nhà em về đủ 4 màu dễ mặc nhất, màu hồng này, màu gel này, màu cam đất này và cả màu đen ạ, toàn là những màu dễ mặc thôi. Các chị mặc đi làm đi chơi này nếu phải dễ mặc đã chị nhá. Giá là 199.000. Ok chị Nhính Pháp nha, chị bổ sung địa chỉ nào, chị mặc vừa là chị ạ. Ok Trang Lê Thị rồi nha, bổ sung địa chỉ cho em chưa ạ. Em chuẩn bị đổi sang màu đen các chị nhá. Em chuẩn bị đổi sang màu đen ạ. Ok chị Duẩn Trần Thụy này. Ok chị Dương Lại bổ sung địa chỉ cho em nào. Có sai không em? Không có sai chị ơi, dưới 60 cân nhá. Ok chị Lan Nguyễn Mai sẽ gọi cho chị ạ. Ok chị Loan Nguyễn Thị nha. Chị ấy bổ sung địa chỉ cho em nào. 60 cân chưa, chị cao 96 chị sẽ vừa ạ. Còn nếu thấp hơn 96 là không vừa đâu, hơi chật rồi. Ok màu trắng không có màu trắng đâu chị ơi, chỉ có 4 màu này. Màu hồng, màu đen này, màu cam và màu rêu đấy ạ. 4 màu dễ mặc nhất. Ok chị Thủy Nguyễn này, mẫu này nhà em là 199.000. Ok chị Yên Phạm nha, em sẽ đổi sang cái màu đen ạ. Cái màu đen này đảm bảo là cực kỳ dễ mặc, còn đẹp hơn cái màu hồng luôn ạ. Rồi, ok chị Loan, ok chị Oanh Phạm, Uyên Phạm này. Rồi, em sẽ đổi sang màu đen nha các chị ơi, đừng thoát khỏi cái livestream này ạ. Và có thể tăng bạn bè vào để cùng mua nha chị nhá. Ok, ok Loan Nguyễn này, ok Nguyễn Xuân nha. Em đang mặc sang cái màu đen ạ, các chị ơi đừng thoát khỏi cái livestream này nha các chị nhá. Rồi đây là cái màu đen này các chị nhá. Màu đen đảm bảo là mặc cực kỳ, nói chung là cực kỳ sang chảnh luôn, bao sang chảnh mẫu này luôn. Rồi các chị ơi, có chị nào thích cái mẫu này nhé, màu đen đúng không ạ? Mẫu này nhé, màu đen cực kỳ xinh luôn, cực kỳ dễ mặc, dù là béo hay gầy đều mặc được mẫu này nhé em nhá. Chất là chất thái trượt chị, ok chị Mỹ Hiền, chị bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok sống khác chị ơi, chị mặc vừa cho chị nhá. Bổ sung cho em xin đầy đủ địa chỉ, số hẹn hàng của chị nào. V01 nào, V01 là cái mã em đang mặc nhé các chị nhá. V01 này kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nào. Bao nhiêu ạ? Mẫu này nhà em là 199.000 ạ. Chị nào lấy mẫu này thì comment giúp em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em các chị nhá. Đầy đủ thông tin nhận hàng cho em một lần đi ạ. Ok chị Elekmin rồi, 45 mặc ok luôn chị ơi, chị tin em đi. Rồi, ok Thanh Sơn nhá, đổi mẫu gì bây giờ? Có chị nào thích mẫu em đang mặc thì comment cho em là V01 màu đen, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá. Cái mẫu này em có cả màu hồng này, màu cam đất này và màu rêu ạ. Toàn là những màu xinh, những màu dễ mặc thôi ạ. Hai cái không miễn phí ship thôi chị ơi, em ship bưu điện mà. Mẫu này nhà em rất là dễ mặc đúng không ạ? Các chị thấy này, form này, từng đường may mũi chỉ rất là đẹp nha các chị nhá.
Rồi, đổi màu được ạ, à, đổi màu được thoải mái nha. Rồi, chị Oanh còn hỏi gì hỏi lại cho em nào, chị ơi không thấy comment của chị ạ. Ok, chị thông báo gửi bạn chị mặc được mà, rồi chốt đơn chị rồi. Ok, Thùy Vũ bổ sung địa chỉ nào chị ơi. Ok, Thím Đặng thì chị ơi bổ sung địa chỉ cho em nào. Đây là V01 nhé em nhá. Chị nào lấy cái mã V01 này thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào giúp em để chốt đơn hàng này nhá. Ok, chị Minh Trọng nha, bổ sung địa chỉ nào. 1m50 chị ơi, chị đằng sau hơi dài một tí ạ, chị cắt đi được mà. Cắt đi ảnh hưởng không phải ảnh hưởng đến dáng luôn. Có hàng nam em không có ạ. À, rồi rồi đổi màu đi chị ạ. À. Rồi ok chị Oanh Còi nhá, chị Oanh Còi chị mặc vừa bổ sung địa chỉ nào chị ơi. Ok Ngọc Lan chị mặc vừa luôn, comment thật là nhanh nào, bởi vì số lượng có hạn nhá. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em. Mẫu này em đang bán với giá siêu rất là 199.000 ạ. Rồi nhanh tay comment cho em là V01 nào. Mẫu này là 199.000 ạ. Đổi màu đen ok chết hàng này. Chế hàng ok chị này. Ok chị bay bay miễn rồi, đúng rồi, comment đầy đủ địa chỉ là sẽ ok luôn. Mấy ngày hàng về thì chị ạ, mẫu này em đặt may 1-2 ngày chị ạ. Các chị nhận hàng khoảng 3-4 ngày sau nhận được hàng nữa chị nhá. Ok chị Hoàng Yến rồi nha. Chị Phúc Lộc hỏi gì trở lại cho em được không ạ? Ok Nguyễn Tuyết Dung bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok chị Hoàng Yến rồi ạ. Rồi ok chị Ngân Hà Ngân bổ sung địa chỉ cho em nào. Đầy đủ thông tin và địa chỉ nhà cho em nhé các chị nhá. Đầy đủ nào, V01 nào, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào, bầu bí thì đây là một cái sự lựa chọn quá là chính xác luôn ạ. Cái mẫu này bầu bí có thể bon chen các chị nhá. Em 1m70 nó hơi ngắn một chút, nhưng mà những chị nào thấp hơn 1m70 sẽ mặc được mẫu này ạ. Còn 1m70 sẽ mặc như em ạ. Rồi ok comment cho em nào. Ok chị PP ra ra nha. Rồi ok màu đây này, các chị ơi đây là màu hồng ruốc này, màu hồng này, màu đen đang mặc này, màu xanh rêu này, và có cả là màu cam nữa, toàn là những cái màu dễ mặc thôi ạ. Những chị nào thích thì comment cho em là V01 nhá các chị nhá. Rồi ok chị Thêu Ngọc bổ sung địa chỉ cho em nào. Hàng nhà em mấy ạ? Chị ơi mẫu nhà em là 199.000 nha. Chị Hương Lê hỏi gì hỏi lại cho em nào, không gửi sang Đào Loan ạ. 1m60 chị mặc quá xinh luôn chị ơi nhá. Mặc quá xinh luôn, tin em đi ạ. Rồi rồi mẫu này đỏ không chị ạ? À? Không có màu đỏ chị ơi, mẫu này em có 4 màu nhá. Màu đen này, màu hồng này, màu xanh rêu và có cả màu cam ạ. À. Toàn là những cái màu dễ mặc thôi ạ. À. Những chị nào thì cái màu này thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm xuống ra kèm địa chỉ nào cho em nhá. 52 cân chị mặc quá xinh là ok Hùng Thư nhá. Chị mặc vừa luôn ạ, nhanh tay bổ sung cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em ạ. À, để chốt đơn hàng này ạ. À. Ok chị PP ra ra bổ sung địa chỉ cho em nào. Mặc màu cam, cam canh nhé đang mặc rồi chị ơi. Đây canh nhé đang mặc rồi đấy ạ. À. Có thấy màu cam đẹp không ạ? Màu cam cũng rất là đẹp, rất là xinh luôn ạ. Chị nào lấy màu cam thì cứ nhiệt tình vào comment cho là V01 màu cam nhá. Bên không sửa được chị ạ, bên may càng nghìn cái mà không thể sửa được ạ. Ok chị Nguyễn Tuyết Dung nha. Ok chị Phạm Giang rồi, ok Phạm Giang rồi ạ. Mẫu nhà em là V01 ạ. Chị nào lấy mẫu đang mặc thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá. Đầy đủ thông tin một lần cho em ạ. Rồi, ok chị Luân Hoàng Thị bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok Nguyễn Tuyết Dung nha. 1m48 chị ơi, em sợ là cái vạt sau nó hơi dài một chút ít. Nhưng mà chị mà thích mẫu này chị có thể lấy về và cắt về em chị nhá. Có thể cắt đi ạ. Ok Ngọc Lan bổ sung địa chỉ nào chị ơi. Ok chị Dung Lại ạ, à, em ở 70 đường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ạ. À. Ok chị à, Hiền Nguyễn này chưa, chị mặc xinh luôn chị ơi, Hiền Nguyễn nhá. Chiều cao của chị là quá là chuẩn rồi mà. Ok, đổi màu hồng vào màu đen, ok chị Chóc Hà luôn. Đổi sang màu đen, ok chị Gấu Nâu luôn. Ok mẫu này là 199.000 các chị ạ. À. 199.000 nha. Ok chị Vân Thanh, Vân Thanh bổ sung địa chỉ cho em nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá các chị nhá. Đầy đủ thông tin một lần cho em nào. Ok chị Kiên Vương này, ok chị Vân Thanh bổ sung địa chỉ nhà cho em nào. Mẫu này nhà em là V01 ạ. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng cho em nào, đầy đủ thông tin cho em một lần đúng không ạ? Ok chị My Hiền, quần baggy nhà em chưa có chị ạ, nhưng mà sẽ phục vụ các chị ở ngoài gần nhất ạ, đúng không ạ? Rồi cái chị Ngọc Phan bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok chị Hương Lê này, chị Hương Lê ơi, 1m60 chị mặc 62 cân chị mặc vẫn vừa nhá chị nhá. Cho chị số thoại của em đi hả? Số thoại của em mà chị ơi, chị có thể liên hệ trực tiếp vào shop chị nhá. Số thoại của em đặt thì không nhớ được đâu.
À, em ở 70 đường Phúc Diên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội chị ạ. Rồi nhanh tay công bằng chất là V01 nào. V01 kèm số điện thoại, kèm màu này, kèm địa chỉ nhà cho em nào. Cái màu đen là quá dễ mặc đúng không ạ? Chị nào mà béo này, hoặc là gầy này, hoặc là bầu bí này đều có thể mặc được tất cả những cái màu bên em ạ. Có chị bên đặt cả 4 màu để mặc rồi đấy ạ. Màu đen này, màu hồng này, màu xanh rêu và cả màu cam đấy ạ. Toàn là những cái màu dễ mặc thôi. Những chị nào thích đổi công thì là nhanh cho em đó chị nhá. Rồi 53 cân chị mặc vừa luôn chị ơi, bổ sung địa chỉ cho em nào. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho chị nhá. Ok Thủy Vũ bổ sung địa chỉ cho em nào, chị lấy V01 màu gì ạ? Ok chị Trần Liên rồi nhá. Có một mẫu này chị ơi, hôm nay chỉ like mẫu này thôi ạ. Có gửi vào Đắk Lắk chị ơi, gửi vào Đắk Lắk có gửi ạ. Ship bên ship bưu điện chị nhá. Ship bưu điện nào. Ok chị Nguyễn Loan nha. Rồi mẫu này là 199.000 chị ạ. 199.000 trong cái livestream này nhá. Chị nào thích mẫu này thì comment cho em là V01 này, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nào. Thật là nhanh nhá các chị nhá. Ok chị luôn Nguyễn Hoàng Thị này. Ok chị Kiêm Vong rồi. Nhanh tay comment cho là V01 nào. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhá các chị nhá. Đúng không ạ? Rồi đầy đủ cho em một lần để trước cái này ạ. Ok, rồi nhanh tay comment nào, em thấy Giang Trần rồi ạ. Các chị ơi nếu mà lấy mỗi năm mặc thì là nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nhé các chị nhá. Đầy đủ thông tin cho em một lần đúng không ạ? Rồi, em thấy comment của tất cả các chị rồi. Nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào các chị nhá. Đầy đủ cho em nào. Ok chị Ngô Mạnh Tiến này. Chị ơi nếu mà chị muốn lấy sản phẩm của em thì nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nào. 199.000 đấy ạ. Trong cái livestream này các chị nhá. Thật xinh đúng không ạ? Mặc rất là đẹp luôn. Em ra hơi đen một tí. Trời ơi màu hồng mới thử từ đầu rồi ý. Ok Thu Hoàng nhá. Màu rêu ạ. Ok chị Nhính Phạm này. Rồi em chuẩn bị đổi màu các chị nhá. Các chị cứ comment đi ạ. Có chị nào thích màu đen đặt hàng luôn cho em màu đen nhá. V01 này, màu đen này, kèm số điện thoại này, kèm địa chỉ cho em để chốt được đơn hàng này ạ. Chị Đào Thành Hiên chị hỏi gì ạ? Trả lại cho em ạ. Em không thấy comment của chị đâu. Hỏi lại cho em đi, em thấy lại em trả lời luôn. V01 nào, mai em mặc là V01 nhá. Chị nào thích mai em mặc thì comment cho em là V01 này, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em nào. Phí ship từ 20-30.000 ạ. Quá rẻ ạ. Nội thành là 20.000, có tất cả ship tỉnh là 30.000 chị nhá. Rồi các chị ơi, có chị nào thích mẫu này không ạ? Mẫu này em là V01 nhá. Có giá là 190.000 ạ. Ngô Mạnh Tiến ơi thế à, inbox cho em đổi màu cho chị nhá. Rồi thấy em không? Ok Huyền Đám có thấy chị luôn ạ. Chị muốn đặt hàng comment cho là V01 kèm màu này, kèm số này, kèm địa chỉ nào cho em nào. Chị tất đơn rồi. Ok chị Giang Trần rồi nha. Ok Trần Diệu ạ. Ok cho nên chị luôn. Các chị ơi bổ sung cho em địa chỉ nào. Chị Hải, chị ngại trần ơi, chị không mặc trần đâu ạ. À. Em yên tâm, chị bộ quên mất, chị yên tâm là chị mặc vừa chị nhá. Rồi, ok, comment cho em nào, cho mình màu đen. Ok, chị Lan Khi này. Chị Lan Khi ơi, chị comment cho em là V01 này, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em một lần nào chị ơi. Đầy đủ cho em một lần nhá. V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em ạ. À, áo dài đỏ có chưa? Chị comment là A5 cộng màu đỏ cộng số dài cộng địa chỉ nào cho em ạ. Rồi, nhanh tay comment cho em nào là V01 nào. V01 là mã của em đang mặc nhá. V01 199.000 ạ. Về toàn những cái màu dễ mặc thôi. Màu đen đang mặc này, màu hồng này bao nhẹ nhàng luôn. Màu xanh rêu này và có cả màu cam nhất ạ. Các chị thích màu nào thì nhanh tay vào comment cho em màu đấy nhá. Cái mẫu này dưới 60 cân mặc vừa ạ. Em thấy chị Ngọc Hân ạ. Rồi, mẫu này là 199.000 chị nhá. Ok chị Hiền Nguyễn chào chị ạ. Rồi, nhanh tay comment đặt hàng cho em nào. V01 này cộng màu này cộng số lại cộng địa chỉ hàng nhá. Ok chị My Hiền, nãy em thấy comment của chị rồi, chốt chị luôn. V01 là 199.000 thôi ạ. Chị Duyên Lê chị mặc được nha chị nha. Rồi có chị nào thích mẫu đang mặc thì comment cho em là V01 nào. Ok Vân Anh Lưu nhá. Ok chị Trần Diệu này.
Rồi, mẫu này là 199.000 ạ. Không biết chị nào có thể ha đây. Mẫu này là 199.000 chị nhá. Có chị nào thích mẫu này thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em chị ạ. Số cây lan khi bổ sung địa số thoại cho em nào. Số điện thoại đâu rồi chị ơi? Rồi, nhanh tay comment ok trang nhật ký rồi đấy ạ. Các chị ơi nhanh tay comment cho em đặt hàng nhá. V01 này kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào. Chị Thuận Mai chị lấy V01 màu gì ạ? Bổ sung cho em xin cả số là địa chỉ nào của chị đi ạ. Ok chị Oanh Trần nha. Rồi, các chị ơi thấy comment của em ai thì trả lời comment của người đấy nha chị nhá. Rồi ok chị Yến Cha này. Ok chị Yến Cha nha. Rồi có chị nào thì comment cho em nào. Ok chị Lan Khỉ, chốt đơn chị Lan Khỉ rồi nhá. Đau lưng quá. Rồi ok chị Vân Thanh nha. Mặc thử màu cam đất một canh này em đang mặc này chị ơi. Rồi ok chị giới thiệu màu lại nha các chị nhá. Màu em đang mặc là màu đen này. Màu đen thì đảm bảo là ai có thể mặc được màu này rồi. Mà các chị nào mà nhẹ nhàng thì mặc sang cái màu hồng này cũng rất là xinh này. Màu hồng rất là xinh. Ok Ngọc Hương bổ sung địa chỉ cho em nào. Màu hồng này, màu rêu này, màu cam đất này, toàn là những cái màu dễ mặc thôi ạ. Ok chị Ngọc Hương bổ sung địa chỉ cho em nào. V01 này kèm màu này, kèm số và kèm địa chỉ hàng nhá. Chị thiếu địa chỉ của em rồi. Chất liệu chất thái trượt chị ơi, chất thái trượt nhá, nói kiểu chất voan mà dày chất voan một chút ạ. Chất này đảm bảo là không bao giờ sợ lộ cái gì luôn, với lại nó cũng rất là mát ạ, rất là mát luôn, rất là xinh luôn, em đảm bảo luôn ạ. Ok Thắm Trần nhá, mặc thử màu cam à. Ok Thanh Sơn nhá, rồi gửi cả icon luôn. Màu cam đợi em một lát nha, em mặc cái màu đen này sẽ đổi sang màu cam. Có chị nào thích màu cam không ạ? Em chuẩn bị đổi sang cái màu cam đúng không ạ? Bởi vì có một người vừa comment là đổi sang màu cam, em sẽ mặc sang màu cam nhá. Ok Thu Hà Lê nha. Chị ơi mẫu này em đang bán với giá là 199.000 ạ. Chị nào lấy mẫu này để comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ hàng nào chị nhá. Rồi, nhanh tay comment cho em nào. V01 này, kèm màu này, kèm số này, kèm địa chỉ nào cho em nhá. Ok, chị Ngọc Hương rồi nhá. Mẫu này là 199.000 chị ạ. Chị nào thấy thích comment cho em nhá các chị nhá. Có được mở hàng chị ơi, các chị được kiểm tra hàng như thế toán các chị nhá. Bên em là tự tin mặt hàng em cũng là chất cũng như chất liệu một cách dã man luôn các chị nhá. Rất là tự tin mặt hàng nhà mình luôn, có cho chị kiểm tra luôn nhá các chị nhá. Ok thoại nhớ này, em gửi comment tên chị Hương Lan Trình ơi, bây giờ không thể nào nhiều comment của chị được rồi ấy. Nếu mà chị muốn đặt hàng thì comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số này, kèm địa chỉ nào cho em nhá. Bây giờ em chuẩn bị đổi sang màu đen đấy ạ. Hồ Chí Minh là 3-4 ngày nhận được hàng chị ạ. Rồi em mẫu này là 199.000 chị ạ. Em chuẩn bị đổi sang cái màu đổi sang màu cam đúng không ạ? 55 cân chị mặc vừa nhá. Ok chị nhóc xinh bùn này. Rồi em thấy comment của tất cả các chị rồi. Những chị nào lấy màu đen để comment cho em là V01 cộng màu này cộng số điện thoại cộng địa chỉ hàng cho em nhá. Đầy đủ cho em một lần nữa chị nhá. Ok Ngọc Phan luôn. 45 cân chị mặc vừa nha chị Tê đi bạn ơi. Lấy thì comment cho em là V01 này, màu này cộng số lại cộng địa chỉ nào cho em nha các chị nhá. Đầy đủ thông tin cho em nào. Rồi 50 cân chị mặc được nha, chị Tường Nguyễn ơi chị mặc được ạ. Đặt hàng thì comment là V01 này, kèm màu này, kèm số lại kèm địa chỉ nào cho em nào. Ok chị Lan là Hương Lan chị nha. Rồi em chuẩn bị đổi sang cái màu cam đất đây. Ok chị Dung Nguyễn bổ sung địa chỉ số nhận hàng cho em nào. 50 cân chị mặc vừa nha chị ơi. 61 cân chị cao 1m6 chị mặc vừa ạ. Một mét 55 chị ơi, chị mặc chắc là vẫn trên gối đấy ạ. Trên gối đấy chị nhá. Em sẽ đổi sang một cam đất đúng không ạ? Chị nhận được hàng rồi, yêu lắm. Trời ơi cảm ơn chị Nana Lê nhá, thích quá. Đẹp mà ngắn quá không đi làm được. Chị ơi chị cao mét bao nhiêu ạ? Em cao mét 70 là mình ngắn như thế này thôi. Nhưng mà các chị nào sau này sẽ mặc đi làm đi chơi thoải mái luôn nhá các chị nhá. Em đổi màu đấy ạ. Em đang đổi sang cái màu cam nhá. Nhưng ai bảo đổi sang màu cam phải đặt hàng cho em nhá.
Rồi, đây là cái màu cam nha. Có chị nào thích màu cam không ạ? Màu cam rất là xinh này, màu cam rất là tôn da luôn. Chị nào lấy màu cam thì comment cho em ở V01 màu cam nhá. Kèm cho em xin đầy đủ thông tin và địa chỉ nhà đi ạ. Đảm bảo cái màu cam này ngoài nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều trong cái livestream đấy ạ. V01 màu cam nào? Chị nào lấy màu cam thì comment cho em là V01 màu cam kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhà nữa các chị nhá. V01 màu cam nào? Không phải bên em đâu chị nhá, chị Thu Mây nhá. Ok chị Lê Hoàng bổ sung địa chỉ cho em nào. Em có 1m70 ạ. Hương Lê này chị nhận được hàng rồi, rất đẹp. Em cảm ơn chị Hương Lê nhá. Trời ơi, em nói chung là những cái feedback rất là chân thực, cảm ơn các chị nhá. Cảm ơn các chị đã ủng hộ Vision nào. Và các chị ơi, hãy ủng hộ thêm tiếp nhá. Rồi, chân là chân thái trượt chị ơi. Ok chị Quỳnh nhá, chị mặc vừa ạ. Chị bổ sung địa chỉ cho em nào. V01 nào, kèm màu này, kèm xuống và kèm địa chỉ nhà nữa chị nhá. Ok Thảo Nhi Đỗ nha, chị bổ sung địa chỉ cho em nào. Mẫu này nhà em là 199.000 ạ. Rồi ok chị Hồng Thảo nha. Chị ơi chị ạ, em nghe chị không mặc vừa rồi, tiếc quá. Bên em không có size cho mẫu này nhà em là dưới 1m70 là mặc vừa này, và dưới 1m60 là mặc vừa nhá. 1m6 thì mặc đến đâu, 1m6 là cái chiều cao quá xinh chị nhá. Cái 1m60 thì mặc mẫu này là vẫn trên gối ạ. Tầm đây chị nhá, tầm đây ạ, tầm đây đi. Ok, 1m60 mặc quá là xinh luôn nha. Mặc quá xinh luôn. Không mặc xinh trả lại cho em, 54 cơ chị mặc vừa luôn. Chất không đẹp trả lại cho em đúng không ạ? Rồi ok chị Hằng Phạm này. Rồi mẫu này nhà em là 199.000 ạ. 1m50 mặc tới đâu, mặc đến gối chị nhá. Đến gối ạ. Em cao 1m70 mà nó hơi cổng một tí, nhìn nó hơi phản cảm tí. Áo dài màu đỏ có chị ơi. Mẫu này là 199.000 chị ạ. Chị nào lấy comment cho em là V01 nhá. V01 kèm màu này, kèm xuống là kèm địa chỉ nhà cho em ạ. Đầy đủ thông tin nhà cho em một lần nữa đi nhá. Màu hồng này, màu gel này và cả màu đen nữa ạ. Các chị thích màu nào có màu đấy luôn. Chị Luyến nữa chị mặc vừa nhá. Chị bé còi Lào Cai ơi, chị lấy thì comment cho em là V01 này, cộng màu này, cộng số điện thoại, cộng địa chỉ nhà cho em nào. Đầy đủ thông tin nhận hàng cho em một lần đi ạ. Ok chị mùa trung đôi này, ship Hồ Chí Minh là 30.000 chị nhá. 30.000 thôi, giá ship đảm bảo là quá rẻ, lại bao giá luôn. Ok chị Hiền Nguyễn này, ok chị Hiền Hoàng rồi, không miễn phí ship đâu chị ơi, bên bán quá rẻ, giá của giá sạc rồi. Trời ơi, em ở 70 đường Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội chị nhá. Thích cả màu gel à? Chị ơi, chị có thể đặt đủ 4 màu mà. Mẫu này nhà em là các chị nhá, các chị đó chị đặt cả 4 màu rồi. Ship Hồ Chí Minh là 30.000 chị ạ, là 230.000 đấy ạ. Rồi, ok chị Xuân Đặng, chị ơi chị cho em xin số và địa chỉ nhà đi nào. 53 đó chị mặc quá xinh luôn, anh tay đặt hàng cho em là V01 nhá. Ok chị Thảo Nhi đỗ bổ sung địa chỉ cho em nào. Mẫu này là em là 199.000 ạ. Ok chị Lan Kim Viện nha. Ok chị Nguyễn Lan Anh này. Ok Thùy Dương Tạ này. Rồi các chị ơi nhanh tay đặt hàng cho em là V01, kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em nhá. Ok chị Hà Nguyễn chị mặc vừa nha, bổ sung địa chỉ cho em nào. V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhà cho em ạ, để trước cái đơn hàng này nha các chị nhá, được không ạ? V01 nào. V01 199.000 ạ, dưới 60 là các chị mặc vừa rồi ạ. Ok chị Hiền Hoàng nha, chị mặc vừa nhá. Có mẫu nào khác không, mẫu này chị ơi cho em gửi chị Ngọc Hân rồi đã, em đã có xỉ chị nhá, xỉ từ 10 sản phẩm rồi về ạ. Ok chị Trần Dịu nha. Rồi ok chị, chúc các chị ngủ ngon ạ. Rồi các chị ơi, mẫu này nhà em đang bán với giá 199.000 ạ. 60 cân chị có mặc vừa, nhưng mà chị phải cao cho 1m6 cho em chị nhá. Rồi em 70 đường Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội ạ. Mình cần bạn có free ship không chị ơi, chị có thể qua shop đấy chị nhá. Chị qua bên 70 đường Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội xem hàng ạ. Rồi ok rêu và đen ok Trần Dịu luôn ạ. Rồi chơi chị rồi ạ. Các chị ơi nhanh tay comment cho em trước khi kết thúc cái livestream này nhá chị nhá. Mẫu này nhà em là 199.000 ạ. 199.000 một mẫu nữa chị nhá. Chị Nguyễn Thị Hạnh ơi, chị mặc vừa đấy chị ạ. 1m64 không ngắn chị ơi. Em cao 1m70 đấy ạ. Em cao 1m70 và nặng 53kg đó chị nhá. Nhưng chị nào dưới 1m70 hoặc bằng 1m70 thì mặc mẫu này rất là xinh đấy ạ. Ok Huỳnh Trang, ok chị Hàng Đoàn bổ sung địa chỉ nào. Ok chị Ngọc Hương nha. Ok chị Lê Đoàn, các chị ơi nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào nha các chị nhá. Màu cam rất là xinh này, ngoài xinh lắm. Ok Huy Hoàng nha. Rồi các chị ơi nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhà cho em đi nào. Các
chị ơi em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nhá. Rồi em sẽ quay đằng sau cho các chị nhìn ạ. Các chị ơi đây là đằng sau của dáng váy nhá. Đằng sau là dáng hơi tôm ạ. Đằng trước là dáng ngắn hơn một chút nha, rất là xinh đúng không ạ? Đằng sau dáng hơi tôm này đến rất là xinh này. Nói chung là kiểu này mà không bao giờ hết hot luôn các chị thấy không ạ? Dáng này rất là xinh này. Đằng trước là dáng ngắn hơn một chút, đằng sau dáng một chút nhá. Hàng thiết kế đẹp từ đường may mũi chỉ các chị này. Rất là đẹp này. Đường may rất là xinh nhà em các chị nhá. Ok Tưởng Nguyễn này, em cảm ơn Thảo Nguyễn đẹp thì mua cho em đi nào. V01 kèm màu kèm số là kèm chỉ nào cho các chị nhá. Chị Nguyễn Nguyễn đi hát ơi thế á, sao lại không gửi cho chị thế? Ai không dám gửi cho chị nào, chị nhắn tin em gửi cho chị luôn. Ok vợ thằng Đậu nha, bổ sung địa chỉ cho em nào. V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nào. Đầy đủ thông tin cho em nhá. 60 cân chị dưới 60 chị sẽ mặc vừa. À chị em 60 chị mặc vừa ạ. Có được xem hàng đi chị ơi. Ok chị Nguyễn Quý Thanh chị bổ sung cho em là V01 màu cam đi ạ. Rồi chị Mỹ Nhân chị mặc vừa nhá. Rồi có được xem hàng như thanh toán ạ. Các chị ơi em chuẩn bị kết thúc livestream nhá. Các chị đặt hàng như tay comment cho em nhá. Là V01 kèm màu này, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào cho em ạ. Đây là màu cam này, màu đen này, màu hồng này và cả là màu xanh rêu ạ. Rất là nhiều màu đẹp luôn. Mẫu này nhà em là váy chị ơi, váy này là 199.000 ạ. 199.000 nhá các chị nhá. Đây mẫu này nhà em rất là xinh đúng không ạ? Đằng trước và đằng sau là dáng hơi tôm đấy ạ. Ok Ngọc Hương nhá. Mẫu này là 199.000 ạ. Ngọc Hương bổ sung cho em xin số là địa chỉ nào của chị đi ạ. Những ai mà có số điện thoại và địa chỉ nào bên mình chốt nha các chị nhá. Đầy đủ cho em một lần nào. Hưng Yên mấy hôm nhận được, Hưng Yên khoảng là 2-3 ngày nha chị nhá. Ok Huệ Trần chị mặc được nha. Chị lấy comment cho là V01 kèm màu kèm số tại địa chỉ nhận hàng nào. Ok chị Đinh Tươi này. Rồi chị Đinh Tươi ơi chị comment cho là V01 kèm màu kèm số điện thoại kèm địa chỉ nào cho em nhá. Ok Nguyễn Đi Hát này. Trời ơi Nguyễn Đi Hát lần sau nhắn tin chị nhá. Rồi cô nhắn tin chị khổ thân quá. Mẫu ung áo nâu áo bạn ở mức nào nhỉ? Chị không nhớ hết khổ thân. Rồi ok chị Lê Thanh Thủy nhá. Rồi nhanh tay comment là V01 cho nào. V01 ok Xuân Đặng chị mặc được nhá. Chị mặc được á, nhanh tay comment là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nào giúp em nhá các chị nhá. Được ạ. Ok Lê Thủy rồi. Các chị ơi em chuẩn bị kết thúc livestream nhá chị nhá. Em ở 70 đường Phúc Diễn Bắc Từ Liêm Hà Nội. Nguyễn Thanh bổ sung địa chỉ cho em nào. Các chị ơi bổ sung cho em xin đầy đủ thông tin và địa chỉ đi ạ. Những chị nào thiếu địa chỉ bổ sung cho em nhá. Chị Phương Phùng chị mặc hơi chật rồi ạ. Em chào chị Hương Lan nha, em chào chị ạ. Ok Mai Nguyễn bổ sung địa chỉ cho em nào. Ok Phạm Hải nha. Nhanh tay comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ cho em đến cho đơn hàng này của chị nha. Em thấy tất cả các chị rồi ạ. 48 các chị mặc xinh luôn chị Bích Hồng nhá. Rồi chị Thu Thi, chị Hiền Phạm, chị hỏi gì ạ? Chị hỏi lại cho em nào. Rồi Trang Cao em đây ạ. Rồi mẫu nào nhở? Chắc là bên chị thì nhắn tin cho chị đi, đâu còn hàng chị bảo. Các chị ơi mai bên chốt hàng các chị phải nhớ để ý cho em các chị nhá, phải để ý thật cho em ạ, để bên em sẽ gọi cho chị để xác nhận đơn hàng ạ. Còn bây giờ sẽ kết thúc livestream nha các chị nhá, em sẽ kết thúc livestream tại đây ạ và chúc các chị có một buổi tối ngủ ngon ạ. Hẹn gặp lại các chị vào cái livestream buổi trưa mai và tối mai nha các chị nhá. Rồi cái hàng mới bổ sung địa chỉ cho em nào. Các chị ơi những chị nào mà chưa có địa chỉ thì vui lòng comment cho em thêm địa chỉ ạ, thì ô số thoại vui lòng comment xuống lại cho em nhá các chị nhá. Bây giờ sẽ kết thúc livestream ạ, chúc các chị có buổi tối ngủ ngon và nhớ là phải để ý thật cho em ạ, để ngày mai sẽ gọi điện cho các chị để xác nhận đơn hàng của các chị ạ, để gửi hàng nhá các chị nhá. Nếu mà không xác nhận được sẽ không gửi đâu ạ. Rồi Minh Ngân bổ sung địa chỉ nào. 199.000 chị nhá. 199.000 mẫu này ạ. Nhé là 199.000 nhá. Nguyễn Điên ơi chị xin lỗi không nhớ được ấy. Bây giờ chị không nhớ ấy, tại vì hôm đấy là chắc là nhiều người comment quá không comment nhanh ấy. Lần sau phải nhắn tin cho chị. Trời ơi. Rốt là phải nhắn tin cho chị. Rồi nhanh comment cho em nhá. Chị Ngọc Nam thấy chị nha. Các chị ơi lấy đi comment cho em là V01 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nhà cho em ạ. Đầy đủ thông tin cho em một lần đó các chị nhá. Còn bây giờ xin chào các chị nhá. Chúc các chị buổi tối ngon, bây giờ cũng muộn rồi ạ. Chúc các chị ngủ ngon nhá. Rồi xin chào các chị.